Vâng. Rất nhiều chữ tôi, đúng không nào? Rất nhiều chữ tôi. À, chúc mừng anh chị trước, chúc mừng anh chị trước, đúng không ạ? À, chúc mừng. Bởi vì sao? À, nếu như chúng ta thật sự mong muốn làm chủ được kỹ năng này thì đồng nghĩa với việc là các anh chị đã có được cái phương hướng và sự định vị rất là chính xác trong công việc kinh doanh của chúng ta nói chung, nói riêng, và thậm chí là trong cuộc sống trong thế kỷ 21 này nói chung, nói riêng, nói chung các anh chị. Thật sự đây là một cái chủ đề nó rất là thú vị các anh chị biết không ạ? Rất là thú vị. Và ngay chính bản thân Hà khi bước vào môi trường này, khi bước vào môi trường Amway này, thật sự đây chính là một trong những kỹ năng mà luôn luôn mong muốn, luôn luôn trong thâm tâm của mình đều rất là muốn có thể là gì, một ngày nào đó có thể làm chủ được nó, có thể đứng lên sân khấu để có thể giao lưu với rất nhiều người đang ngồi ở trong dưới khán phòng. Và Hà không biết là tất cả các anh chị chúng ta có cảm giác như vậy hay không. Nhưng mà ngày đầu tiên ấy, khi mà Hà đến với Amway, trong một khán phòng gần 2.000 người vô cùng nóng bỏng, sôi động, đầy cảm xúc, đầy cảm xúc và đầy những có thể nói là những cái tiếng reo hò, những tràng vỗ tay. Hà nhìn thấy những người lãnh đạo Amway đứng trên sân khấu, những con người bằng xương bằng thịt, những con người từ rất trẻ tuổi, dưới 30 tuổi, 25 tuổi cũng có. Và đặc biệt là thầy Trần Hiểu Bân. Khi Hà nhìn thấy hình ảnh của những vị lãnh đạo đó, thấy những tràng vỗ tay, thấy những giọt nước mắt, thấy những nụ cười sảng khoái của hàng ngàn con người ngồi dưới căn phòng khi nghe họ nói chuyện, và thấy được cái thái độ tập trung như nín thở và ghi chép từng câu từng chữ, thậm chí có rất nhiều người còn ngồi bệt xuống đất, còn ngồi sát lên sân khấu, còn giỏng tai lên nghe và dường như nín thở để lắng nghe từng lời, nuốt từng lời của thầy Trần Bân. Đó là lúc Hà cảm giác được cái giá trị của một người lãnh đạo, của một người thành công khi đứng trên sân khấu nó như thế nào. Và muốn nói với các anh chị một điều là gì? Thế kỷ 21 này thì có một câu nói là tiền nằm trên sân khấu. Tiền nằm trên sân khấu, và ai nhanh chóng chạy lên sân khấu thì người đó sẽ có tiền, người đó sẽ phát tài. Và nếu như mở rộng ra sau này, các anh chị có thể nhìn thấy một sự thật là tất cả những người lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới, tất cả những doanh nhân tài ba nhất đều là những người có khả năng làm chủ sân khấu, có khả năng truyền đạt ý tưởng của mình, và làm chủ được cái không khí, cái bầu không khí, đúng không thưa cả các anh chị? Cho nên ngày hôm nay á thì chúng ta vô cùng biết ơn hai người sáng lập và tập đoàn Amway. Họ không những đã tạo nên một phương thức kinh doanh rất là kỳ diệu, họ còn có thể tạo nên một môi trường văn hóa vô cùng tuyệt vời. Họ đã để lại một vũ đài, một sân khấu lớn cho tất cả chúng ta, những con người bình thường nhất cũng có thể gì ạ? Làm chủ cái sân khấu cuộc đời của mình và làm chủ cái sân khấu hàng ngàn con người, đúng không tất cả các anh chị? Và chúng ta rất là cảm ơn thầy Trần Hiểu Bân đã đến Việt Nam, đã sáng tạo nên những kỳ tích và đã tạo dựng nên một hệ thống vô cùng mạnh mẽ và cho chúng ta một cái vũ đài để chúng ta có thể từng bước trưởng thành, từng bước phát triển nội tâm của mình và thông qua đó xây dựng sự nghiệp kinh doanh của chính mình. Các anh chị hãy dành một tràng pháo tay số 9 để chúng ta cảm ơn đến công ty Amway, đến hệ thống Pranama và thầy Trần Bân của chúng ta được không các anh chị? Vâng. Những chàng chàng số 9 anh chị được ạ? Những chàng pháo tay số 9 đâu ạ? Vâng, Hà nhìn thấy rất nhiều số 9 rồi. Đúng là như vậy, thưa tất cả các anh chị. Ngày hôm nay các anh chị hình dung là chúng ta không cần phải ngồi trong một khán phòng để vỗ tay nồng nhiệt và có thể chạm vào tay nhau, vai nhau và có thể nhìn thấy khán giả trên diễn giả trên sân khấu. Nhưng chúng ta thông qua một cái màn hình điện thoại, một cái phòng Zoom này, đúng không? Thì tinh thần chúng ta cũng không cần phải giảm đi. Bởi vì trên thực tế đó là gì ạ? Đó là cái quá trình học tập ấy, là quá trình hai bên. Quá trình tiếp thu kiến thức là quá trình hai chiều. Và chúng ta cần phải tương tác
cần phải bộc lộ cảm xúc của mình, cần phải nhập tâm, đúng không ạ? Thì đó mới là cách học tập tốt nhất. Và thì tối ngày hôm nay á, thì bản thân Hà thì cũng có thể chia sẻ các anh chị một vài điều. Đầu tiên ấy, là Hà bước chân vào môi trường Amway cũng đã gần 10 năm. Và chính vì vậy cho nên là Hà rất là hiểu cái cảm giác của rất nhiều anh chị em chúng ta khi bắt đầu sự nghiệp này, khi bắt đầu đứng trước một nhóm người hay một đám đông, hay là trước một cái sân khấu để chúng ta trình bày quan điểm của mình, hay là chia sẻ câu chuyện của mình. Và tất cả những gì Hà chia sẻ với tất cả anh chị sắp tới đây thì đều là những kinh nghiệm về cơ bản là mang tính cá nhân. Và ngoài ra thì thông qua quá trình học tập, Hà cũng được tìm hiểu, được bồi dưỡng và từ đó đúc kết một vài cái điều mà Hà cho rằng nếu như các anh chị có thể nắm bắt, có thể lĩnh hội được và về thực hành ấy, thì chắc chắn một điều các anh chị sẽ có những thu hoạch vô cùng tuyệt vời, vô cùng giá trị. Và anh chị có tin tưởng một điều này không ạ? Nếu tin tưởng thì cho thêm một tràng pháo tay số 8 nữa các anh chị. Tràng pháo tay số 8 ạ. Các anh chị phải nhiệt tình, các anh chị phải chịu khó, các anh chị phải thường xuyên comment, thường xuyên tương tác thì chúng ta mới học được nhiều, đúng không ạ? Đó. Rồi. Hà không muốn là ai bỏ lỡ cái nội dung này. Hà không muốn các anh chị bỏ lỡ nội dung này. Có hai lý do. Lý do thứ nhất ấy, là vì chính bản thân mỗi một chúng ta ngồi ở đây, khả năng biểu đạt những gì mình nghĩ và những điều thông điệp mà mình muốn truyền đạt ấy, truyền đạt cho nhiều người và trước một đám đông ấy, là một cái khả năng rất là quan trọng. Bất kể chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền trong túi, đúng không, bất kể chúng ta là thành công như thế nào trong cuộc sống thì cái năng lực này nó vô cùng ý nghĩa, đúng không tất cả các anh chị? Vì cuộc sống chính là xã hội, đó chính là giao tiếp, đúng không nào? Và nếu chúng ta học được cái kỹ năng này thì chúng ta sẽ làm chủ được rất nhiều thứ. Thế thì đầu tiên khi mà đi vào chủ đề chính, Hà muốn giao lưu với tất cả các anh chị ở đây. Những người đang ngồi trước màn hình và đang cười rất tươi, Hà muốn hỏi là gì? Có bao nhiêu người trong số chúng ta sợ nói chuyện trước đám đông? Thì comment số 1 hoặc là tôi. Bao nhiêu người sợ nói chuyện trước đám đông? Thì đánh số 1 hoặc tôi vào cũng được. Sợ nói chuyện trước đám đông. Mỗi lần bước lên sân khấu hay được lãnh đạo tuyến trên nó giao cho nhiệm vụ phải chia sẻ thì đó là cảm thấy tim đập chân run. Cảm thấy tim đập chân run. Cảm thấy hồi hộp. Cảm thấy mồ hôi toát ra. Cảm thấy bao nhiêu nhuệ khí tự nhiên biến mất. Cảm thấy như là kiến bò trong xương. Các anh chị cứ mạnh dạn chia sẻ, đúng không ạ? Vâng. Và có bao nhiêu người là cảm giác như là muốn từ bỏ em ơi luôn chỉ vì là sẽ phải đứng lên nói chuyện trước đám đông, lại còn hoa mắt chóng mặt nữa. Vâng, toàn thân bủn rủn, đúng không ạ? Vâng. Thì nếu như các anh chị có cảm giác này, nếu các anh chị có cảm giác này mà mất não tạm thời, đúng rồi, mất não tạm thời, đúng không? Tuy nhiên là não để quên ở nhà, đúng không? Cả một đêm hôm trước, mấy ngày hôm trước thức đêm và soạn bài hay là chuẩn bị nội dung chia sẻ khi mà được giao nhiệm vụ, nhưng mà mỗi lần lên hình hoặc lên sân khấu một cái tự nhiên là không biết là hồn nó bay đâu, đúng không? Vâng. Nếu tất cả hoặc là bất kỳ ai nhé, nếu mà ai có cảm giác như vậy thì ngày hôm nay Hà chúc mừng các anh chị. Rất chúc mừng các anh chị. Tại sao? Tại sao? Tại vì đơn giản là chúng ta cùng cảnh ngộ với nhau. Chúng ta cùng cảnh ngộ với nhau. Và trên thực tế là tất cả những người lãnh đạo thành công nhất trong Amway mà Hà từng gặp, và cả những người lãnh đạo, những nhà duy thuyết tài ba nhất thế giới mà Hà từng được nghe kể, thì đều có cảm giác y hệt như vậy. Tất cả những người được coi là những nhà duy thuyết tài ba nhất thế giới từ cổ đại cho đến ngày thời đại hiện đại đều có cảm giác giống hệt như vậy. Và các anh chị biết không, bản thân Hà khi phát hiện ra điều này á, thì Hà vô cùng là phấn khởi.
Bởi vì chính Hà cũng có cảm giác giống như các anh chị khi mà mới bắt đầu công việc kinh doanh. Có rất nhiều người khi mà sau khi nghe Hà chia sẻ xong á, mỗi lần Hà nhớ không biết bao nhiêu lần rồi, có lẽ là không thể đếm được. Mỗi lần Hà bước xuống sân khấu thì bất kể là ngày hôm đó Hà chia sẻ cảm giác mình chia sẻ tốt hay là không đủ tốt, cảm giác trôi chảy hay không đủ trôi chảy, cảm giác xúc động hay không, tức là bản thân Hà cảm nhận đấy, thì Hà luôn luôn nhận được rất nhiều những cái bắt tay, những ánh mắt rất là ngưỡng mộ, rất là suýt xoa, và đều rất nhiều cái lời cảm ơn là hôm nay anh chia sẻ hay quá, con chia sẻ hay quá, bạn chia sẻ hay quá, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần luôn. Nhưng là sao? Nhưng khi mà Hà bước lên sân khấu ấy, thì thật ra Hà cũng có cảm giác giống như các anh chị. Và đó là cái thời điểm, ngay từ thời điểm khi Hà lên 9% lần đầu tiên được mời lên sân khấu để chia sẻ về lý do tại sao mình làm ông vui. Khi Hà 9% là tháng đầu tiên, tháng thứ 2 được mời lên sân khấu chia sẻ ngắn gọn. Và Hà nhớ hôm đó là anh Dương Văn Vượng là người tổ chức chương trình. Hay là làm lên 12% là chia sẻ cái gọi là và 15 phút gì đó. Thì Hà cũng có cảm giác như vậy. Và thậm chí là khi đã đứng lên sân khấu rất nhiều lần và giảng bài và chia sẻ những câu chuyện hay là diễn giả chốt gì đó, thì Hà đều có cảm giác như vậy luôn. Cho nên là ở đầu tiên ấy, anh Hà bảo tôi không cảm giác như vậy, anh là người đặc biệt, anh là người khác thường, chúc mừng anh sẽ là người thành công khác thường luôn trong em vui. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều là như vậy, đúng không ạ? Anh có chị biết không? Hà tiết lộ anh chị một cái bí mật. Bí mật gì? Đó là cái nỗi sợ đứng trước đám đông ấy, là một trong ba cái nỗi sợ lớn nhất thế giới, lớn nhất của loài người. Bên cạnh nỗi sợ chết và sợ độ cao. Nhưng mà cái nỗi sợ nói trước đám đông ấy, thì nó còn thường trực hơn cả nỗi sợ chết và nỗi sợ độ cao, các anh chị biết không ạ? Tức là nó xếp trên cả nỗi sợ chết. Cho nên là đừng có ngạc nhiên là tại sao mà chúng ta lại có cái cảm giác như vậy. Đừng ngạc nhiên. Tiết lộ sự thật đấy, đây là cái khoa học tâm lý, học hành vi của con người. Cho nên là đừng nghĩ rằng là chỉ có riêng mình như thế. Đúng không ạ? Vậy thì, kể các anh chị nghe là gì? Khi Hà mà bước chân vào môi trường này á, thì nhiều người nói với Hà là chắc là anh là làm giáo viên, cho nên là đúng là có kỹ năng sư phạm quá ha. Cho nên là anh chia sẻ tốt quá. Nhưng mà sự thật có phải như vậy hay không ạ? Thì Hà nói với anh chị là no, không có liên quan đến nhau cả. Hà xin cho anh chị biết hai lý do tại sao Hà nói như vậy. Lý do thứ nhất á, là làm một giáo viên được qua rèn luyện vào môi trường truyền thống ấy, thì khác hoàn toàn với trong môi trường em quê. Bởi vì cái việc là chia sẻ kiến thức ấy, nó khác hoàn toàn với cái việc mà đứng lên sân khấu chia sẻ câu chuyện của mình và truyền đạt một thông điệp nào đấy. Và nói thật các anh chị là Hà làm giáo viên 4 năm thì kinh nghiệm của Hà trong 6 tháng gọi là duyệt giảng cũng rất là nhiều cái kỷ niệm. Và phát hiện là đó là cái giai đoạn đầu tiên Hà cố gắng để vượt qua cái cảm giác đứng trước đông người và làm chủ cái sân khấu của mình. Và nói thật các anh chị là đấy là một quãng thời gian luyện tập trong vòng 3 tháng, sau đó bắt đầu là soạn bài và tập thử, giảng thử và lên giảng trước giảng chay rồi giảng trước hội đồng. Đó. Hà cũng từng cái cảm giác là cơ thể mình tại sao bình thường mình nhanh nhẹn hoạt bát như vậy, nhưng mà chỉ cần lên sân khấu là người nó nặng chịu. Cầm một viên phấn mà nó nặng hơn cả là cầm một cái tạ khoảng 10kg. Đấy là cái cảm giác đúng không? Nhưng mà khi vào Amway á, thì nó lại là mang cái vấn đề khác, cái trạng thái khác. Và Hà nói luôn các anh chị là nó không liên quan gì cái kinh nghiệm về giáo viên cả. Và các anh chị thấy một sự thật là có rất nhiều những anh chị làm giáo viên thậm chí 10 năm, 20 năm. Nhưng mà bước chân vào môi trường Amway thì nó cũng khác. Đúng không ạ? Và lên sân khấu vẫn nói vấp như thường, vẫn không biết là nó làm thế nào để chia sẻ như thường. Thế nên em quay tại sao nó công bằng ở đây cũng là một lý do như vậy các anh chị. Thế thì nếu như mà chúng ta đều có cái chung cái trạng thái đó, thì ngày hôm nay Hà muốn hỏi các anh chị là các anh chị thật sự là có muốn làm chủ kỹ năng này không?
Các anh chị có thật sự muốn làm chủ kỹ năng này không? Có không ạ? Có. À, rất nhiều người có đúng không? Có mà các bạn ở đây đúng rồi, rất tuyệt vời. Nhưng mà Hà hỏi thêm một câu nữa là tại sao ấy mình lại muốn làm chủ kỹ năng này? Các anh chị có biết tại sao không? Tức là ngoài cái phương diện là cảm xúc, cảm nhận là tôi rất là muốn như vậy, thì các anh chị biết là tại sao mình rất là muốn làm chủ nó, hay là tại sao là mình phải làm chủ kỹ năng này? À có là có muốn đúng không? Rồi, tại sao mình phải làm chủ kỹ năng này? Chiến thắng bản thân, đúng rồi. À có điều gì đâu không ạ? Rất tuyệt vời, chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng nỗi sợ của mình đúng không ạ? Chốt sale, chốt sale. Lãnh đạo dưới đúng chuyên ngành luôn đúng không? Chốt sale. Đã bao giờ các anh chị nghĩ qua là mình phải làm chủ kỹ năng này vì điều gì chưa? À vì tự tin hơn. Ok, rất tốt. Rất tốt. Còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không ạ? À, các anh chị rất muốn mà. Đã bao giờ nằm trong mơ hay nằm trong đêm mà chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh là chúng ta sẽ trở thành một nhà lãnh đạo thành công, bước lên sân khấu và được rất nhiều người đón chào chứ? Trưởng thành năng lực, đúng rồi, rất tuyệt vời chị Sương, chính xác, trưởng thành cái năng lực. Rồi bây giờ chúng ta thử nêu ra, mỗi người thử một lý do nào. Lý do của chính mình, chính mình nghĩ là tại sao mình nhất định muốn và nhất định phải làm chủ kỹ năng này. Nhìn thấy mình trong chia sẻ được mới thể hiện là có hiểu. À đúng rồi, một ý rất là hay, tức là khi chúng ta có thể chia sẻ cho người khác được là chúng ta hiểu được những gì chúng ta nói và những gì chúng ta học. Rất là đúng, đúng không ạ? À, vậy thì Hà sẽ mỗi một anh chị chia sẻ đều là nằm trong cái gọi là cái lý do rất là đúng đắn và rất là chính xác anh chị nhé. Có rất nhiều lý do mà chúng ta muốn và chúng ta cần phải làm chủ kỹ năng này. Đúng rồi, cái đầu tiên là đối với chính bản thân mình, thì cái việc mà làm chủ kỹ năng này đồng nghĩa với việc chúng ta làm chủ được bản thân, làm chủ nỗi sợ hãi, chúng ta phát triển bản thân, đúng không ạ? Chúng ta chiến thắng chính bản thân mình, yếu tố này rất là quan trọng. Hãy tưởng tượng nếu như chúng ta đứng trước một đám đông và chúng ta có thể làm chủ được cái không khí, cái câu chuyện, thì chắc chắn là khi đứng trước một người để chia sẻ bất kỳ điều gì, chúng ta đều sẽ có sự tự tin. Và tự tin là bí quyết đầu tiên để thành công trong mọi việc, đúng tất cả các anh chị, và trong giao tiếp nó cũng là yếu tố số 1. Cho nên cái vượt qua bản thân là yếu tố đặc biệt quan trọng, anh chị biết không ạ? Và các anh chị hình dung này, nếu như cái nỗi sợ đứng trước đám đông ấy nó lớn như vậy, nó xếp hàng đầu như vậy, đúng không, mà chúng ta có thể chiến thắng được nó, thì còn cái nỗi sợ gì khiến các anh chị có thể nào đúng đây? Đầu tiên Hà muốn nhấn mạnh cho chúng ta một cái lý do tại sao chúng ta cần phải có mặt trong buổi tối hôm nay, và chúng ta cái buổi tối này rất giá trị đối với mỗi người, là bởi vì khi chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc làm chủ sân khấu, cũng có nghĩa là làm chủ kỹ năng nói chuyện trước đám đông, thì nó quý như vậy. Bởi vì khi chúng ta vượt qua nỗi sợ phải đứng trước đám đông là chúng ta vượt qua được rất nhiều nỗi sợ khác trong đời mình. Chúng ta vượt qua rất nhiều nỗi sợ khác trong đời mình. Bởi vì khi chúng ta vượt qua được nó, chúng ta không giao tiếp người khác bằng nỗi sợ hãi nữa, mà bằng tinh thần. Chúng ta không để không bị cảm xúc làm chủ, cảm xúc tiêu cực làm chủ nữa, mà chúng ta hòa nhịp vào những cái nhịp điệu, những cái tần số khác. Những cái này nói ra hơi phức tạp, nhưng về cơ bản ấy, chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta vượt qua được cái giới hạn của mình, và nhờ đó chúng ta giao tiếp tốt hơn. Và giao tiếp tốt hơn thì chúng ta có thể nói lên những cái điều quan trọng đối với những người thân yêu của mình, đối với gia đình mình, đúng không, đối với bạn bè của mình, đối với đồng đội của mình, trong những thời khắc quan trọng. Không phải tự nhiên mà trong đám gì ạ, đám cưới, đám hỏi, đúng không, hay là những sự kiện quan trọng ấy, thì người ta rất là cần những người có khả năng là gì ạ, có tài ăn nói, có khả năng ăn nói, có khả năng làm chủ cái không khí, đúng không, có uy tín để đứng trước, để thay mặt người này người kia.
Chúng ta thấy không? Cái môi trường này chúng ta cái khả năng đấy. Đấy là lý do số 1. Lý do số 2 là gì? Lý do số 2 rất là đơn giản, các chị hình dung như này. Mỗi một chúng ta đang làm một công việc kinh doanh. Và sân khấu chính là trung tâm của hội nghị. Đúng không ạ? Sân khấu chính là trung tâm của hội nghị, mà hội nghị đó chính là gì? Là linh hồn của Amway. Là sức ảnh hưởng của Amway, là nơi ngưng tụ những giá trị của kinh doanh Amway. Và cái việc làm chủ sân khấu có nghĩa là chúng ta thực sự có thể thông qua đó truyền đạt được, bán được những cái giá trị cho người khác. Và kỹ năng này làm chủ được tốt bao nhiêu ấy, mà lượng khán giả đông bao nhiêu thì giá trị gia tăng gấp bội số bao nhiêu. Người ta mua sản phẩm là một chuyện, nhưng người ta mua ước mơ, mua hy vọng, người ta mua cơ hội là một chuyện vô cùng giá trị. Và chúng ta là người đi bán hy vọng, đúng không ạ? Bán ước mơ. Và chúng ta cần phải làm chủ kỹ năng này để chúng ta có thể là tác động vào cuộc đời của nhiều con người hơn. Rất là quan trọng như vậy. Cho nên ấy, một người lãnh đạo mà có khả năng truyền đạt thông điệp, có khả năng làm chủ sân khấu, có khả năng ảnh hưởng người khác là một tài sản quý của hệ thống kinh doanh. Tất nhiên không phải ai cũng như ai. Tất nhiên không phải là ai cũng có thể làm cái việc đó một cách tốt nhất có thể. Ai cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là gì? Nếu như chúng ta càng tiệm cận đến cái khả năng này tốt hơn, thì chúng ta càng làm chủ công việc kinh doanh của mình tốt hơn và ảnh hưởng nhiều người hơn và trao được giá trị cho nhiều người hơn. Đúng không thưa tất cả các anh chị? Đó là hai cái lý do cơ bản nhất thưa tất cả các anh chị. Và ngoài ra thì còn rất nhiều lý do khác. Cái việc mà đứng lên góp mặt trong vòng 5 phút, 10 phút, rồi làm MC cả chương trình, rồi thì là giảng những nội dung này kia, thì đó đều là những cái cơ hội của chúng ta và đều là sự đóng góp của chúng ta cho hệ thống tốc độ nhóm. Cho nên ngày hôm nay á, thật ra cái nội dung này về cơ bản mà nói á, khi các anh chị làm lên 21% trở lên, lên lãnh đạo Platinum trở lên, rồi lên Imro Diamond trở lên, sẽ luôn luôn là gì ạ? Được công ty bồi dưỡng chúng ta. Nhưng mà cái chính ở đây là chúng ta cần phải tự bồi dưỡng mình và quan sát. Và kinh nghiệm của Hà trên thực tế là bắt đầu từ đâu? Thực ra ấy, cái ngày đầu tiên khi Hà tham dự thành công xong trở về ấy, thì vì trong lòng mình á, trong lòng mình là gì? Mình muốn rồi, đúng không ạ? Lúc đấy mình không hiểu nhiều lý do như vậy đâu, nhưng mình muốn rồi. Và mình quan sát, và mình ghi chép, và mình nhớ những câu nói hay, mình tưởng tượng ra những cái giai đoạn mà các lãnh đạo nói chuyện như thế nào. Và bắt đầu mình thực hành, mình bắt chước, mình sao chép, mình thể nghiệm, và mình kiểm điểm chính bản thân mình. Cho nên là cái đầu tiên Hà muốn nói các anh chị là gì? Cái lý do đó, làm cái gì cũng phải có lý do rất rõ ràng. Hai lý do đó, một là vì mình, hai là vì sự nghiệp của mình, cũng chính là vì hệ thống kinh doanh, là những cái lý do đủ mạnh để chúng ta thật sự nghiêm túc với việc là phát triển bản thân và làm chủ kỹ năng này. Đó. Và bao nhiêu người đồng ý, tán đồng và nhận ra đây là điều rất là quan trọng thì có tôi được không ạ? Tôi được không anh chị? Ở sân khấu chúng ta nói là tôi, đúng không? Tôi giơ tay lên. Nhưng mà ở đây chúng ta là gì ạ? Tôi chúng ta gõ xuống. Đúng không ạ? Rồi, rất nhiều chữ tôi, rất tốt. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái câu hỏi tiếp theo lại tiếp tục hỏi các anh chị tiếp. Thế chúng ta phải muốn nó như thế nào đây? Muốn như nào mới gọi là muốn? Hay chỉ là thích thích như thế thôi? Nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là thích thích như thế, hứng thú như thế, và chúng ta nghĩ là gì ạ? Em vui hả? Tuyệt vời, tốt, vì sao? Vì nếu mà làm lên 12% như này, làm lên 15% thì thu nhập như này, rồi làm lên Imro Diamond thì thu nhập như này, rồi mua nhà, rồi mua xe giống như người này người kia rồi. Đấy. Thì thưa tất cả các anh chị, như vậy á thì chưa phải thực sự là muốn. Và điều đó sẽ tạo ra cái gì ạ? Nó sẽ ngăn cản chúng ta phát triển cái điều này. Cái bí mật thực sự lớn để thành công á, cái bí quyết để thành công thực sự á, ngày hôm nay Hà sẽ chỉ cho anh chị một vài cái kỹ năng, một vài cái kinh nghiệm của Hà.
Nhưng mà trước đó ấy, yếu tố này nó rất là quan trọng, tức là cái độ lớn của chúng ta, cái khao khát chúng ta nó như thế nào. Nếu như chúng ta không thật sự gọi là khao khát làm chủ cái điều này á, thì nói thật luôn là chúng ta sẽ không đủ dụng tâm và không đủ nghiêm túc trong cái quá trình chúng ta trưởng thành, và vô tình và vô hình dung á, nó lại không mang lại cái kết quả kinh doanh mà chúng ta mong muốn cơ. Tiết lộ các anh chị biết là trong vòng một năm đầu tiên á, Hà làm môi trên thực tế Hà không hề tập trung vào cái kết quả đâu. Trong đầu Hà không có cái khái niệm mục tiêu rõ ràng như bây giờ là giảng cho các anh chị nghe đâu. Tức là mục tiêu doanh số như nào, mục tiêu đội nhóm như nào, mục tiêu thành tích như nào. No. Trong thâm tâm của Hà, cái thứ mà Hà muốn lĩnh hội nhất đó chính là khả năng trở thành một người thành công giống như những người lãnh đạo của sân khấu. Và chứng minh là gì? Chứng minh là cái này. Nhất ấy, ngày xưa là khi Hà làm môi ấy, Hà có cái cuốn sổ nó dài. Nó to gấp đôi cuốn sổ này, nó dài hơn. Và Hà chép ra tất cả những cái bài ghi âm mà thầy Trần Hải Bân giảng, EDC Nghiêm Quân giảng, các Imro Diamond giảng. Và sau đó Hà gạch chân những con dòng chữ màu đỏ, những cái câu nói hay nhất mà Hà tâm đắc nhất. Và mỗi một khi đi hội nghị á, thì Hà đều quan sát những cái lãnh đạo nào mà được diện, được hoan nghênh nhiều nhất, được ngưỡng mộ nhiều nhất. Và nghe những bài giảng đó rất là mê. Và sau đó Hà còn nhận ra là cái bài giảng này thì người này là giảng theo phong cách của ai, của thầy nào. Bài kia là ai, là người là bắt chước cái bài giảng của ai. Và đôi khi á, Hà nghe được 4-5 tháng rồi thì Hà phát hiện là ai bước lên sân khấu nói cái gì là Hà biết là nói ở nội dung nào, bài giảng nào. Và dần dần mới hình dung ra. Cho nên cái vấn đề gọi là cái bí mật thành công ấy, cái đầu tiên để mà thành công ấy, trong việc làm chủ sân khấu ấy, Hà sẽ nhấn mạnh anh chị đó là gì? Đó chính là chúng ta phải định vị rõ ràng. Các anh chị có thể ghi vào cái chữ định vị vào. Tức là chúng ta định vị cái giá trị của kỹ năng này ở tầm quan trọng hàng đầu. Và giống một câu nói là gì? Bạn phát triển đến đâu thì kinh doanh phát triển đến đó, đúng không? Thì cái kỹ năng này phải là một trong những kỹ năng hàng đầu. Tất nhiên rất nhiều người sẽ có một quan điểm ngược lại hoặc là mang tính chất là như thế này. Đó là họ sẽ nói rằng có rất nhiều nhà lãnh đạo đâu phải là chia sẻ hay đâu, nhưng mà họ vẫn thành công, đúng không? Có nhiều người sẽ là đâu nhất thiết là phải nói hay đâu, nhưng mà vẫn lên Diamond được, đúng không ạ? Đâu nhất phải nói hay vẫn lên Diamond, vẫn lên thành tích vù vù, đúng không ạ? Đúng. Thế nó mới gọi là em quay. Em quay đang hay ở chỗ đó, đúng không các anh chị? Nhưng mà các anh chị phải nghĩ ngược lại như thế này. Tức là ai, cái em quay được gọi là giá trị cá nhân mà, đúng không? Nhưng mà ngay cả những Diamond, ngay cả những Diamond, những EDC, họ cũng khao khát có thể trở thành một cái người có thể là truyền đạt và ảnh hưởng người khác và phát triển kỹ năng này cơ mà, đúng không? Vậy chúng ta còn chưa là Diamond, chúng ta chưa là EMRO, chúng ta chưa là Platinum, thì chẳng nhẽ chúng ta lại không tập trung phát triển kỹ năng này, đúng không nào? Và Hà tin rằng là một Diamond mà chia sẻ hay, câu chuyện cảm động cho rất nhiều người, thì rõ ràng là các anh chị hứng thú và nhớ lâu hơn nhiều so với những Diamond mà chia sẻ câu chuyện các anh chị nghe nó bình thường, đúng không ạ? Có một khái niệm đó là hãy khắc tên mình trên đời, đúng không anh chị? Và những cái câu chuyện của chúng ta nó chính là những thứ đem lại giá trị cho người khác. Thế cho nên là đầu tiên mới nói là phải định vị thật rõ ràng, phải cho rằng cái việc này nó mang ý nghĩa lớn. Thật ra mà nói, đôi khi đặt mục tiêu hay là giúp các anh chị định vị như vậy, hay là chỉ ra những cái nội dung như thế này, đôi khi rất nhiều người cho rằng là Amway lại khó thế à? Đúng không ạ? Phải làm chủ kỹ năng này mới thành công được à? Em thấy chắc em bỏ cuộc thôi. Các anh chị đừng hiểu nhầm ý của Hà. Hà muốn làm rõ cái vấn đề này. Tức là chúng ta không nhất định phải có tài ăn nói chúng ta mới thành công. Chúng ta chỉ cần nỗ lực chăm chỉ và làm đúng việc thì chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Tìm đúng người làm đúng việc, làm đúng việc tìm đúng người là thành công. Nhưng mà con người chúng ta muốn thành công toàn diện và muốn phát triển sự nghiệp của mình á, thì không thể nào không định vị cho vào tầm quan trọng chiến lược cái thể loại kỹ năng này được.
Đúng không thưa tất cả các anh chị? Hãy nhìn mà xem, tất cả những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đúng không? Họ đều là những nhà diễn thuyết rất tài ba. Không phải là những người mà chỉ đơn giản là biết quản trị đơn thuần đâu. Cho nên cái này nó rất quan trọng, và nó đây là một quá trình cả đời các bạn nhé. Cả đời. Và cho rằng đó là một cái thứ tuyệt vời. Là một trò chơi thú vị. Cho nên là định vị rất quan trọng ạ. Định vị rất quan trọng. Khi mà chúng ta có tư duy đúng như vậy rồi á, thì nó sẽ thúc đẩy sự thay đổi từ nội tâm đến bên ngoài chúng ta. Khi chúng ta đủ muốn rồi, thì bạn nghĩ xem này, từ cái thái độ, cái tác phong, đúng không, nói chuyện, cái bước đi dáng đứng, cái ánh mắt dáng ngồi, nó sẽ đều ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Và từ đó nó giúp chúng ta thay đổi cái vị trí đứng của mình trong xã hội. Hà rất thích câu nói của Lý Tiểu Long, đó là gì? Một người đàn ông ấy phải sống với tinh thần vượt xa cái đẳng cấp hiện tại của mình, đúng không ạ? Tức là cái lòng tự tôn của chúng ta, cái định vị của chúng ta nó cao như thế nào ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái vấn đề trước mắt bấy nhiêu và xa bấy nhiêu, để chúng ta có thể là tiến lên những cái nấc thang mới trong cuộc đời. Và bất luận là cái kết quả của bạn như thế nào, thì bạn nên nhớ rằng là cái hành trình đó nó rất là ý nghĩa, rất là quan trọng. Cho nên đây đều là những vấn đề mang tính triết lý, mang tính gọi là quan niệm thái độ thôi. Và trong Amway thì quan niệm thái độ đứng hàng đầu mà. Và kỹ năng này cũng vậy. Cho nên là vừa mới tiết lộ các anh chị một cái bí mật rất là quan trọng rồi, đúng không ạ? Một cái bí mật rất quan trọng trong kỹ năng làm chủ sân khấu rồi. Đó. Bao nhiêu các anh chị cảm thấy có giá trị? Comment số 8 đúng không ạ? Số 8 được không anh chị? Và thật nhiều số 8 đúng không ạ? Chia sẻ các anh chị một bí mật nhỏ như thế này. Nhỏ thôi nhá. Trong cái thời gian làm TikTok vừa rồi á, thì Hà có hai cái cơ hội được giao lưu với, thứ nhất là một cái cộng đồng mà chuyên coi như là đào tạo những kỹ năng mềm, bao gồm MC, bao gồm diễn giả, bao gồm chốt sale bán hàng, bao gồm giọng nói, luyện giọng nói. Đấy là một. Và thứ hai là một cái người bạn trong thông qua TikTok của bạn ấy, nó như này, là bạn ấy chủ động liên tục tương tác với Hà, và thông qua cái vấn đề làm quen thì bạn ấy rất là nhiệt tình mời Hà làm đại khái như là khách mời speaker ấy, giảng diễn giảng cho cái chương trình của bạn ấy trên YouTube đó. Đấy là một, và sẵn sàng trả tiền. Và những cái nội dung nó chỉ là một phần trong cái nội dung Hà vừa chia sẻ thôi. Và cái lớp học một buổi tối, hai buổi tối thì Hà không nhớ nữa, nhưng mà của một cái khóa coi như là luyện giọng và gọi là MC ấy, trong cái lớp học online thôi các chị nhé, 2 triệu. Mà người thì đâu người ở đâu. Thế các anh chị thấy cái môi trường em vui nó tuyệt vời không? Hôm nay Hà sẽ chia sẻ những thứ mà những cái người diễn giả đó họ lấy tiền ấy. Họ cùng lắm là cũng có thể là chia sẻ được những điều Hà sẽ nói với các anh chị nghe sau đây. Mà thậm chí là có rất nhiều điều họ không nói tới được. Chị Sương bảo ghê thật. Nó là như vậy đấy. Nó là sự thật đấy. Không phải là Hà nó nói quá lên đâu. Các chị đừng nghĩ là nói quá nhá. Vậy rất là chân thành. Đây toàn người trong đội nhóm chúng ta mà, đúng không? Các chị không tin cứ thử ra ngoài học xem. Cứ thử cho mình một cơ hội bỏ tiền ra đi học thử xem có đúng vậy không? Thế nên ở đây Hà nói điểm gì không phải là vấn đề bản thân mình. Mà Hà muốn nói là chúng ta trân trọng như thế nào ấy, thì chúng ta học được nhiều bấy nhiêu, và chúng ta phải biết ơn Amway, biết ơn hệ thống rất nhiều. Đó. Và chính bản thân Hà cũng học được rất nhiều từ môi trường này. Và các anh chị nghe thầy Trần Đức Vân diễn giảng chưa? Hà nói các anh chị nghe là Hà đang nghe không biết bao nhiêu bài chia sẻ, đúng không ạ? Từ những giả phương Đông, phương Tây, rồi các bài diễn thuyết, và cả những cái bài giảng trong Amway của rất nhiều FC hàng đầu. Nhưng Hà khẳng định các anh chị, thầy Trần Đức Vân á, bất kể lúc nào giảng bài cũng là 120 điểm trở lên hết. Nếu mà thang điểm là 100. Tức là đó là một cái sức mạnh rất là khác thường. Và cái điều này thực sự rất là kỳ diệu. Đúng không? Đúng không ạ? Đó, học kỹ năng mềm, học phí không có giá sàn, đúng không anh? Vâng. Cho nên là
Ở đây á thì Hà muốn nói là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một cái nội dung rất là ý nghĩa, và Hà mong rằng sau khi chúng ta giao lưu với nhau này thì chúng ta hãy mang nó về và hãy biến nó thành của mình, đúng không ạ? Hà mong muốn nhìn thấy các anh chị đều là những con người có tiềm năng riêng, có tài năng riêng và có câu chuyện riêng, có khí độ riêng của mình, thì chúng ta sẽ thông qua đó để chúng ta phát huy được một ngày nọ, đúng không ạ? Rồi, và đương nhiên là việc này là giúp ích cho việc kinh doanh, chứ không phải là chúng ta trở thành những diễn giả chay, là những con người chỉ biết là nói mà không có hành động thực tế, đúng không ạ? Không phải như vậy nha, đừng nghĩ như vậy. Rồi, đây là gia tăng giá trị. Ok ạ? Vậy thì làm chủ sân khấu nghĩa là như thế nào? À, hôm nay nội dung là làm chủ sân khấu, đây là nội dung chính của toàn bộ chương trình. Hôm trước thì có nói câu chuyện là đào tạo về kỹ năng MC, nhưng mà thực sự là MC nó chỉ là một nội dung và nó rất là đơn giản. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khi mà lãnh đạo Bá đặt cái mục tiêu là làm chủ sân khấu ấy, thì thấy rất là hay, rất đúng, đúng ý. Thế thì ok, làm chủ sân khấu là gì? Nó làm chủ cái gì ạ? Làm chủ sân khấu là làm chủ cái gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái từ làm chủ nhá. Rồi, thế làm chủ sân khấu là làm chủ cái gì? Anh chị trả lời thử xem. Mỗi một người chúng ta comment vào cái câu trả lời của mình, làm chủ sân khấu là làm chủ những cái gì? What? À, đúng không? Làm chủ cái gì? Làm chủ bản thân để tự tin. Làm chủ bản thân đúng không? Nhưng mà làm chủ bản thân là làm chủ cái gì ấy? Làm chủ cảm xúc. Làm chủ lời nói, làm chủ hành động. Quá tuyệt vời. Làm chủ cảm xúc, làm chủ nội dung. Quá tuyệt vời. Rất tốt ạ, rất tốt ạ. Còn gì nữa không ạ? Làm chủ không khí, làm chủ hội trường, làm chủ khán giả. Làm chủ khán giả luôn à? Ok, cũng tuyệt vời luôn. Ok anh. Rất tốt đấy ạ. Đối với Hà thì Hà phải làm chủ cái tóc này. Đấy, cái tóc này là ghét nhất này, bởi vì là chưa cắt được. Hà phải làm chủ cái tóc này. Anh chị thông cảm nhé. Lâu lâu nó cứ rơi xuống mà không giải quyết được, bởi vì giờ là hết cả keo rồi. Đó. Ok. Còn làm chủ gì đâu ạ? Mọi người còn còn biết làm cần phải làm chủ gì không ạ? Hướng mọi việc theo mong muốn của mình. Úi giời, anh mà làm được cái điều này thì anh có cả thế giới rồi, đúng không ạ? Lãnh đạo Tùng rất tuyệt vời đấy. Đấy đúng là một lãnh đạo kỳ cựu của Hà. Rồi. Chúng ta rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Chúng ta đã đưa ra những cái nhận thức biết của mình và Hà cho rằng đó là những cái nội dung rất là quan trọng. Vậy thì ở đây Hà sẽ giúp chúng ta cùng nhau điểm hay là có thể sắp xếp những thứ mà chúng ta phải làm chủ. Trên thực tế đấy, làm chủ sân khấu thì là làm chủ cụ thể là những cái gì? Thì rõ ràng là một sân khấu quy mô 20 người cũng là một sân khấu, 200 người cũng là một sân khấu, 2.000 người cũng là một sân khấu, đúng không ạ? Và quy mô như thế nào, tầm cỡ như thế nào, tính chất ra sao thì rõ ràng cũng không phải là riêng một cá nhân một người có thể giải quyết được. Vậy thì ở trong vai trò của một người là đứng lên sân khấu hay là ở trong cái phòng Zoom này thôi này, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm chủ cái gì để chúng ta có được một bài nói chuyện giá trị và thuận lợi? Thì cái yếu tố số 1 cần làm chủ, giống như các anh chị vừa nói, đó chính là làm chủ nội tâm của chúng ta. Làm chủ bản thân ở đây ấy, thì chính xác đó là làm chủ nội tâm của mình. Làm chủ nội tâm của mình. Mà sâu sắc rõ ràng nhất đó chính là làm chủ cái cảm xúc, cái gọi là cái cảm xúc, cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Làm chủ cảm xúc, cái đầu tiên nhé, là làm chủ cái cảm xúc của chúng ta. Làm chủ cảm xúc chính là yếu tố để quyết định thành công trong mọi việc trên đời này. Chúng ta đã quyết định mua một căn nhà, chúng ta đã quyết định bán một căn nhà, có cần làm chủ cảm xúc không? Không phải một căn nhà, thậm chí là kể cả là một cái món đồ,
chúng tôi đã quyết định là ký vào cái hợp đồng kết hôn không là làm chủ cảm xúc đấy. Không làm chủ là không được đâu, đúng không ạ? Làm chủ cảm xúc là yếu tố thành công số 1. Và trên sân khấu, cái đầu tiên cần làm chủ là làm chủ nội tâm chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng là khi chúng ta chia sẻ, chúng ta làm MC, chúng ta làm diễn giả, chúng ta chia sẻ câu chuyện thành công, lý do vì sao là mình làm vui ấy, là chúng ta sẽ phải làm chủ rất nhiều người đang ngồi nghe. Chúng ta làm chủ ánh mắt của họ, làm chủ cái câu hỏi của họ, làm chủ cái phản hồi của họ, làm chủ cái đánh giá của họ, làm chủ cái như gọi là những cái vấn đề mà ở đâu đó ở bên ngoài kia, ở phía trước mặt chúng ta. No, cái làm chủ quan trọng nhất mà quyết định thành công đến tất cả những thứ còn lại, đó là làm chủ cảm xúc của bạn, làm chủ cái nỗi sợ hãi của bạn. Cho nên lúc đầu thầy hỏi rồi, có bao nhiêu người sợ phải đứng sân khấu? Bởi vì đó là rào cản duy nhất thôi. Đó là rào cản, nó là đầu tiên duy nhất, và sau đó nó kéo theo những khác. Cho nên cái tự tin nó quan trọng lắm. Thế thì có rất nhiều người sẽ không biết làm thế nào để kiểm soát cái nỗi sợ của mình, đúng không? Thì có hai cách để bạn kiểm soát được nỗi sợ của mình. Hai cái thái độ, chứ không phải hai cách. Cách thì rất nhiều. Cái thái độ đầu tiên ấy, là chúng ta nghĩ đến nó thôi là chúng ta đã muốn chạy nó rồi, chạy luôn rồi, nản rồi, quay đầu rồi. Nhưng cái thái độ đúng đắn là gì? Là bạn phải hiểu nó và đối diện với nó. Tức là bạn phải hiểu rằng cái nỗi sợ đó thực ra nó chỉ là nỗi sợ thôi. Mình sợ là mình nói sai, mình sợ là mình nói không đúng, mình sợ là người nghe không hiểu, mình sợ là khán giả đánh giá mình thế này thế kia. Tất cả cái này á, thực ra nó chỉ là nỗi sợ. Tất cả cái này nó là cái giọng nói nhỏ ở trong đầu chúng ta, các anh chị ạ. Các anh chị biết không, thực ra điều này á, bản thân Hà đã đối diện vô số lần rồi. Rất nhiều lần trước khi lên sân khấu, bất kể là Hà được đã từng là một người đứng lên nhiều lần hay là chưa bao giờ đứng lên sân khấu, đều như vậy hết. Bất kể trước một cái nhóm coi như là cử tọa, là những người nghe quen thuộc trong đội nhóm mình, hay là trong hệ thống, hay là những lãnh đạo thành công, thì đều như vậy cả. Nhưng mà Hà phát hiện ra một sự thật là tất cả cái đó chỉ là cái diễn ra trong đầu chúng ta thôi. Bạn phải nhận ra cái nỗi sợ đó nó không có thật. Tức là cái sự việc nó diễn ra bên ngoài á, và tức là 99,9% là do chúng ta tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng chúng ta nói không tốt này, chúng ta tưởng tượng chúng ta nói không hay này, chúng ta tưởng tượng là người ta sẽ nghĩ như thế nào về mình này, chúng ta tưởng tượng là chúng ta sẽ sắp làm bể rẽ chương trình đến nơi là vì mình này. No. Ngay cả việc này nữa này, chúng ta sợ, chúng ta tưởng tượng là người ta sẽ để ý gì cái mái tóc của mình này, cũng là một nỗi sợ đấy anh chị, biết không ạ? Tất cả đều là cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên đầu tiên cần phải làm ấy, cái đầu tiên cần làm chủ là làm chủ chính cái nỗi sợ đấy. Thế làm sao làm chủ nó? Thì bây giờ có một cách, bạn hãy hình tượng hóa nó ra. Bây giờ nỗi sợ của bạn to cỡ nào? Nỗi sợ của bạn to cỡ nào? Đúng không? Có nhiều người lãnh đạo ấy, khi mà đã làm quen rồi, đã làm cái vấn đề này quen rồi, tức là làm cái công tác chia sẻ quen rồi. Nhưng mà đôi khi cảm giác như có nhiều người nhìn thật sâu vào tim phổi mình, tức là nhìn xuyên qua áo, đúng không anh? Nhìn xuyên qua quần, đúng không? Cảm giác như mỗi lần bước lên sân khấu là mình bị lột trần ra, đúng không? Đúng không anh chị Danh? Đúng không? Hay quá. Đó. Bao nhiêu cái cặp mắt hao háo có nhìn em này, đúng không? Thì đây là cảm giác thôi. Cảm giác. Và Hà đang nói một cái trường hợp như này. Có nhiều người đã nhiều lần chia sẻ, đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mỗi khi mà lãnh đạo tuyến trên hay là được hệ thống đề nghị bước chân vào cái câu chuyện chia sẻ, hoặc là trong trường hợp mà đột xuất, đúng không? Ví dụ như là bây giờ 7 giờ, chương trình bắt đầu bây giờ, 6 giờ mới gọi điện cho mình. Mà chúng ta hay nói câu này này: trời ơi, sao bây giờ mới nói? Đúng không ạ? Rồi thì trời ơi, em chưa chuẩn bị gì cả. Hay bất kỳ một cái cảm giác là cái này em chia sẻ nhiều rồi, người khác đi. Thì thật ra các anh chị biết không ạ? Tức là chúng ta nghĩ rằng là cái lý do thực sự ấy, là cái nội dung này là mình không nên làm, hoặc người khác đã làm tốt hơn, hay là lần này người khác nên làm, hay là mình chưa chuẩn bị kỹ, nội dung không đủ tốt đấy. Toàn bộ cái đó nó đều là do cái nỗi sợ bên trong mình nó chi phối hết. Và là những người lãnh đạo kinh nghiệm thì Hà rất là thông cảm với cái điều này thôi. Rất là đúng.
Tức là cái lý do đấy, các anh chị đưa ra nó đúng. Nhưng mà thật ra các anh chị biết không, cái vấn đề ở chỗ ấy là các anh chị có muốn tiến lên một bước nữa không? Tức là chúng ta đi từ chỗ là chưa biết gì, chưa làm được, đến khi làm được rồi. Nhưng anh chị có muốn tiến lên một bước nữa không? Thì lúc này thực ra cái nỗi sợ nó lại sâu hơn một chút xíu nữa, to hơn tí nữa, và nó khôn hơn nữa. Là nỗi sợ này nó không phải đơn giản như lúc đầu là tôi sợ, ôi em sợ quá. Mọi người cho em thời gian, cho em mới lần đầu lên sân khấu em run quá. Kiểu như vậy, không phải như vậy. Mà bây giờ nó là nỗi sợ này nó khôn ngoan lắm, nó bắt đầu bao biện. Cái nỗi sợ này bắt đầu nó bao biện, nó bao biện tốt lắm. Nó mới bảo là bây giờ mình có lý do rồi, mình có rào chắn rồi, đúng không? Tức là trên thực tế á, anh chị ông đang giúp anh chị nhìn ra cái vấn đề. Cái vấn đề không phải là do chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải là cái chuyện mà chúng ta là muốn cái gì đó người khác làm tốt hơn hay gì, không phải, mà do cái nỗi sợ tiềm ẩn bên trong nó lý luận như vậy. Và chúng ta muốn né tránh. Thì đây á, là cũng là một cái năng lực vượt khó, đúng không? Cho nên bản ngã gì đó ở đúng rồi Hoàng. Chính xác đấy. Vậy cho nên là gì? Vậy cho nên là Hoàng nói là đầu tiên các anh chị phải lôi nó ra. Hãy coi nó như này. Ví dụ nó là bằng co bằng cái này. Hãy nhìn vào đây. Hãy nhận diện nó. Hãy hiện thực hóa nó. Nếu mà nó to bằng cái này cũng được. Cái này cũng được. Bất luận là cái gì bạn hãy nhớ rằng là gì? Nó chẳng qua là bạn do bạn nghĩ ra thôi. 6 gặp riêng lãnh đạo Hà nhé, nhiều lý do. Nhiều lý do quá. Đúng rồi, gặp riêng em nhé. Ok. Thế thì Hà muốn nói rằng là gì? Hãy nhớ rằng thực ra chỉ là nỗi sợ thôi. Nỗi sợ cuối cùng cũng chỉ là nỗi sợ, nó cũng chỉ là một cái gì đó. Mà khi chúng ta đã hữu hình hóa nó rồi, giống như con ma ấy, ma chỉ đáng sợ khi các anh chị chưa nhìn thấy nó thôi. Đúng không? Chỉ nghe kể mà chưa thấy bao giờ thì sợ thôi. Chứ còn đã thấy rồi thì chẳng ai sợ đâu, Hà nói thật. Đúng không ạ? Không sợ vì chúng ta mơ hồ, không biết được chuyện gì xảy ra, không biết cái gì cả, nó không rõ ràng. Nhưng thấy rồi đấy, ok. Thế thì cách giải quyết nỗi sợ là gì? Thì vừa rồi Hà nói về vấn đề về cái nhận thức, cái tâm lý học. Bây giờ Hà nói về kỹ năng và khả năng giải quyết. Để tiết lộ bí mật cho anh chị biết cách. Cái đầu tiên đó là gì? Hãy quên cái chuyện này đi. Đó là ai phán xét mình chia sẻ hay hay không. Nói thật với tất cả các anh chị ấy, là đây chẳng qua là chúng ta nghĩ thế vì chúng ta hay quan sát và chúng ta nghĩ như vậy, nhưng không phải. Thật ra đấy, một người đứng lên sân khấu 5 phút, 10 phút hay 20 phút, thì cho trong một hội trường ấy, thì cũng có thể sẽ có người suy nghĩ thế này thế kia và đánh giá. Nhưng mà 99% người ta đến cái hội nghị này là để nghe câu chuyện của bạn, đúng không ạ? Để nghe câu chuyện của bạn, tức là họ chẳng qua là muốn biết bạn có cái câu chuyện gì thôi. Bạn làm được cái thành tích đó là vì sao? Chứ không ai quan tâm nhiều đến cái chuyện là bạn chia sẻ như thế nào đâu. Và thậm chí nếu như bạn càng như là chia sẻ mà đôi khi nó hơi vụng về, hơi ngây thơ một chút, người ta thậm chí còn đáng yêu nữa cơ. Cảm thấy đáng yêu, đúng không ạ? Mà những người mà làm MC á, bạn đừng sợ rằng là bạn làm có tốt hay không. Mà bạn làm đã là quá tốt rồi, bởi vì bạn đã vượt qua được 99% những người sao ạ? Sợ không dám làm. Tức là bạn nên nhớ là khi bạn đổi cái chỗ ngồi từ cái chỗ ngồi nghe sang cái chỗ ngồi để nói, bạn đổi cái chỗ ngồi nghe đến cái chỗ đứng để nói là bạn đã tiến xa hơn người khác một bậc rồi. Đã là một cái đẳng cấp khác rồi, đã là một cái vị trí khác rồi. Cho nên đây là một bước tiến lớn. Tại sao bạn lại nghĩ rằng người khác phán xét bạn, người khác ngưỡng mộ bạn chưa hết nữa là, đúng không ạ? Và Hà càng ngưỡng mộ những người không phải là có tài ăn nói sẵn mà bước lên sân khấu, mà Hà ngưỡng mộ những người không có tài ăn nói nhưng cái nội tâm của họ mạnh đến cái mức là họ có thể át đi tất cả cái đám đông. Họ có thể vượt qua được cái gì ạ? Cái đám đông để họ đứng lên sân khấu. Cái nhóm người này mới đáng sợ, mới đáng là lợi hại. Cái người mà nói mãi không ra câu nào á, hoặc là nói không ra hơi ấy, hoặc là nói không ra chữ ấy, hoặc là nói câu nọ đánh câu kia, nhưng mà họ dám nói, cái người đấy rất là lợi hại, rất lợi hại. Cho nên là trong em quên Hà nói rồi, nó chỉ có hai cái nhóm người đáng sợ nhất thôi, lợi hại nhất thôi. Một ấy là cái người mà sao ạ, mới làm em quên không biết chết là gì,
Cái người này là lợi hại nhất, bởi vì người này sẽ bảo trợ được nhiều người nhất, trạng thái tốt nhất. Cái người thứ hai là đánh mãi không chết, tức là làm mãi không bỏ, tức là không có thành tích nhưng không bỏ cuộc. Cái người này rất kinh khủng, bởi vì sao? Người ta làm nhiều năm mà người ta không có thành tích gì đặc biệt nhưng mà người ta không bỏ cuộc ấy, thì cái người này ai có thể đánh bại họ? Bởi vì họ bị thất bại nhiều lần nhưng họ không bỏ cuộc, tức là họ đã hiểu ra cái đạo lý quan trọng nhất trong đời người và trong kinh doanh buôn. Đối với Hà là như vậy. À, không biết các anh chị nói như nào, nghĩ như nào, nhưng đấy chính là điều quan trọng nhất Hà nói, rất chân thành. Người á mà làm thành công là rất đáng ngưỡng mộ rồi, đúng không ạ? Có thành tích thực tế, có thu nhập thực tế, thay đổi cuộc đời, đó là cái điều đáng ngưỡng mộ vô cùng, đúng không? Nhưng bạn nhớ này, cuộc đời của một con người, cái triết lý nhân sinh của một con người khi mà đi sống trong cái môi trường cuộc đời này, bạn nghĩ xem, chúng ta sống có phải là để so sánh với người khác không? Nếu mà so tiền thì bao nhiêu người so tiền được với những người giàu nhất thế giới ở đây? Nếu mà so bằng tiền thì ai thì so kiểu, so làm sao cho nó cùng? Anh chị hiểu ý không ạ? Đúng không ạ? So nhà, so xe, so cửa, so rất nhiều thứ. Cái thành tích con người thì ai cũng ngưỡng mộ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta sống bằng cách là đi so sánh cái thành tích ấy, và đi sống bằng cách nhìn người khác sống ấy, thì rõ ràng là rất có thể chúng ta sẽ chưa biết rằng là lý do tại sao mình có mặt trên đời này. Nhưng mà những người mà người ta biết được cái giá trị sống của họ, hiểu được con đường họ phải đi, họ đủ kiên trì, cái người này cực kỳ lợi hại, rất là lợi hại. Cho nên hai cái người này, các anh chị mà gặp được họ là các anh chị rất là có phúc đấy, bởi vì họ sẽ truyền cho anh chị những cái nguồn cảm hứng vô cùng lớn. Đó. Rồi. Thế thì cách giải quyết vấn đề là đâu? Thì Hà tiết lộ anh chị có ba cách, đúng không? Thì cách vừa rồi Hà mới nói xong rồi, đó là thực ra không ai phán xét bạn đâu. Giống như làm quen người lạ cũng vậy thôi, chẳng ai quan tâm đến bạn nói gì làm gì đâu. Người ta quên ngay mà, chỉ có bạn nghĩ thôi. Đấy, cho nên là đầu tiên là chẳng ai phán xét gì thì tại sao phải sợ. Cách thứ hai, đây là câu nói của Andrew Carnegie, vua thép nước Mỹ, một trong những người giàu nhất hành tinh mọi thời đại. Ông nói các bạn biết không? Diễn thuyết đấy hả? Diễn thuyết thì rốt cuộc là gì ạ? Cũng chỉ là nói chuyện thôi mà. Diễn thuyết cũng chẳng qua là nói thôi. Thì bình thường bạn nói như nào thì bạn nói như thế là được rồi, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta nâng tầm quan điểm quá, chúng ta cảm giác đặt ở vị trí đấy phải thế này phải kia, là tự nhiên chúng ta đánh mất chính mình, đúng không ạ? Hồn bay phách lạc là đánh mất chính mình, nên là như vậy. Nhưng thực ra chúng ta cũng chẳng qua là nói thôi, và đặc biệt là chúng ta là người chia sẻ chứ không phải là diễn giả gì cả. Hãy nhớ rằng trong quay thì 100% là chia sẻ câu chuyện thôi, đúng không? Chứ cũng không phải là cái gì ấy gớm. Ngay cả Hà đang nói các anh chị đây cũng là những gì Hà hiểu, Hà biết, Hà đúc kết, Hà đã làm được rồi, hay là Hà đang học cách làm. Cho nên là nó là nói chuyện thôi. Rồi, các anh chị hình dung cái bí quyết thứ hai chưa? Thứ nhất, không ai phán xét mình. Thứ hai, nói diễn giả cũng chẳng qua là nói chuyện. Làm chủ sân khấu chẳng qua là nói chuyện thôi. Và cái bí quyết thứ ba, bí quyết thứ ba này là của những nhân vật thành công nhất này. Đó là khi bạn đang đứng trước sân khấu 1.000 người hay khán phòng Zoom hàng trăm người, hàng ngàn người gì đó, thực ra ấy, bạn chỉ nói cho đúng một người, mà nói đúng một người thôi. Bạn rất sai lầm khi bạn nghĩ rằng bạn đang nói với nhiều người, nhưng thực ra không phải, bởi vì cái người nghe ấy, thì người nghe ta nghe là bằng chính họ mà, đúng không ạ? Bạn nghe, người ta nghe là nghe bằng họ, bằng cái tâm thâm tâm của họ mà, chứ họ có phải nghe bằng mấy ông bên cạnh đâu, đúng không nào? À, cái này là bí mật đấy các chị, nhưng mà các chị biết rồi đúng không? Thực tế mỗi lần Hà lên sân khấu ấy, Hà không nói với nhiều người, Hà nói với một người thôi, tức là Hà tưởng tượng ở đâu đó có một người đang nghe mình. Và chính vì vậy cái người mà nói chuyện với một người, nói như gió được, nói cả ngày cả đêm được, thì rõ ràng lên sân khấu cũng nói cả ngày cả đêm được, có gì mà khó. Cho nên hãy nhớ nha, bước lên sân khấu nha, bao nhiêu người nhìn mình không quan trọng. Mình nhìn một người nào đó, mình tập trung mình nói là xong. Đúng không ạ? Cho nên là đối với ai mà lên sân khấu ấy, những anh lãnh đạo mà lên sân khấu mà hãy nói mà cứ phải đi đi lại lại nhiều, hoặc là động tác quá nhiều ấy, thì thường là do là mình đang lo lắng. Thì khi mà chúng ta định tâm của mình vào một ai đó được rồi ấy, thì tự nhiên chúng ta sẽ rất là tự nhiên. Đấy.
Nhưng không cần phải lên sân khấu, mỗi lần lên sân khấu là lãnh đạo Hà làm sáu áp lực quá đâu. Đúng không? Không cần. Lãnh đạo, nếu mà không thích cái ông này hoặc là sợ cái ông này thì nghĩ đến cái người nào dễ thương nhất trong khán phòng nói chuyện, đúng không ạ? Đấy, bí quyết đấy. Nè, cái thứ ba nhá, là nói với một người thôi. Đừng sợ phải nói với nhiều người. Còn ấy, rất hay là làm Zoom là như nào? Làm Zoom là các anh chị không cần phải nói với nhiều người. Bí quyết là tắt cái phần xem gallery đi, xem đúng cái phần speaker thôi. Thế là các anh chị chỉ nhìn được đúng một nơi, cái chỗ là cái này. Đấy, là cái camera thôi các anh chị. Nhìn đúng vào cái mắt camera đó thôi. Nhìn đúng cái mắt camera này. Đấy, Hà là lúc nào nhìn cái đó là chú ý chính. Còn trừ khi là Hà muốn là gì ạ? Kiểm soát khán phòng, xem xét cái khán phòng thôi. Thì Hà mới nhìn liếc qua này, liếc qua kia xem tình hình thế nào thôi. Đấy. Và bây giờ các anh chị làm TikTok đúng không? Làm TikTok này chia sẻ bí quyết luôn các anh chị này. Đừng nói với các bạn à. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ. Không phải. Không, đừng nói là hôm nay các bạn biết không thế này kia không. Chỉ có một người nghe mình thôi. Chỉ có một người xem mình thôi mà. Chỉ có cái người cầm điện thoại trên tay và họ xem mình thôi. Chứ còn có ai xem đâu. Cho nên là bạn nói với một người thôi là đủ rồi. Ok chưa ạ? Bao nhiêu người cảm thấy ba cái phương án vượt qua nỗi sợ hãi để làm chủ nội tâm của mình như vừa rồi là có giá trị? Comment số 5 đúng không ạ? Số 5 đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn các anh chị. Đó. Ok. Rồi, thế thì cái làm chủ sân khấu thứ hai là gì? Số 1 là làm chủ nội tâm rồi. Vậy số 2 là gì? Đúng, tìm đen. Cái thứ hai đó là làm chủ thông điệp chủ đề. Làm chủ thông điệp chủ đề. Ok, ai cảm thấy chia sẻ hay, chia sẻ tốt, chia sẻ có giá trị ấy. Tối hôm nay các chị làm một việc đó là gì ạ? Chụp màn hình, điện thoại hay là đăng nội dung lên tất cả những cái trang tường Zalo, Facebook của anh chị và viết lời cảm ơn thử xem. Không cần gửi cho Hà bởi vì Hà có khi không quen các anh chị, không quan trọng, nhưng mà các anh chị thử làm xem điều đó có ý nghĩa không. À, cái này là vấn đề khác nha, nhưng mà Hà sẽ nói như thế. Thế thì cái làm chủ thứ hai là cái gì? Làm chủ thông điệp chủ đề. Bất kể bạn làm diễn giả, chia sẻ câu chuyện hay là bạn làm MC đều như vậy. Tại vì cái mà chúng ta truyền đạt thực sự không phải là câu, là lời nói, là nội dung, là tất cả những thứ thử thái, mà đó là thông điệp chính. Thông điệp chính của Đại Văn Công là gì? Thông điệp chính của một cái bài nói chuyện thực sự là gì? You can do it. Đúng không ạ? Ngài Rick DeVos, ngài Jay Vandal, ông ấy bao nhiêu bài diễn thuyết trên toàn thế giới này, nhưng thật ra ông nói cái gì đấy? Ông nói đúng một bốn chữ thôi. You can do it. Đó là Rick DeVos. Thầy Trần Bân giảng qua năm cửa tìm sáu tướng và con đường thành công mấy tiếng hồ, rốt cuộc là nói cái gì? Cuối cùng là you can do it. Bạn có thể làm được. Chỉ có vậy thôi các chị biết không ạ? Đó là thông điệp chính, đúng không nào? Tất nhiên trong thông điệp tổng quan đó nó có những cái thông điệp phụ ở trong đấy, nhưng mà về căn bản bạn phải hiểu được là rốt cuộc là mình chia sẻ để làm gì nhỉ, đúng không? Mình đứng lên sân khấu này để đóng góp cái gì cho người khác, người ta muốn mang cái gì về. Thế bạn nghe ông bạn đã nghe câu chuyện thầy Trần Đại Bân kể chưa? FC đúng không ạ? Bây giờ là double FC rồi, double FC Châu Chí Kiên, tuyến trên của thầy Trần Đại Bân. Hai tiếng đồng hồ giảng OB Amway. Rốt cuộc thầy Trần Mân viết được bốn chữ Amway rất tốt. Đúng không ạ? Amway tốt như nào? Amway rất tốt. Đó. Nói tới nói lui, xoa bảng đi xoa bảng lại, toát mồ hôi, gãi cầm, gãi chán, gãi đầu, cuối cùng vẫn là Amway rất tốt. Thầy Trần Mân học xong hai tiếng đồng hồ về không hiểu ông nói cái gì, nhưng chỉ nhớ một điều: Amway rất tốt. Thế thôi. Đúng không ạ? Và hãy tin là tất cả những người bước ra khỏi đại công sau 2-3 ngày, người ta cũng chỉ nhớ được cái chuyện đó. Và cái câu chuyện đấy là hay ở chỗ nào thôi, đúng không? Một điểm thôi. Thế thì cái thông điệp rất quan trọng. Vậy thì ở đây Hà muốn nói là, thế là làm chủ thông điệp, nội dung là làm chủ gì? Là bạn phải hiểu là hôm nay chúng ta cái nhiệm vụ chính của mình là cái gì? Ví dụ bạn là một người chia sẻ câu chuyện thành công, thì kêu cho tôi là tôi làm được, bạn làm được, đúng không? Hay bạn là một người giảng OP cũng là, thực ra là em ngồi rất tốt ở chỗ này, chỗ này, chỗ này, và tôi làm được, bạn làm được là xong. Thế còn MC thì sao?
MC thực ra càng phải nắm rõ chủ đề của câu chuyện của cả một chương trình. Ví dụ tối hôm nay là một chương trình training về kỹ năng gì ạ? Kỹ năng làm chủ sân khấu. Kỹ năng làm chủ sân khấu, đúng không? Thông điệp đấy. Thế thì cái thông điệp quan trọng nhất đấy vẫn phải thể hiện được trong cái lời dẫn chương trình và trong suốt cả một chương trình. Hay là đại hội thành công cũng vậy. Có rất nhiều lãnh đạo không biết cách làm MC ở thành công, hoặc làm chưa tới, hay là hai của trung tâm cũng vậy. Tất nhiên là những lãnh đạo có kinh nghiệm rồi thì không nói nhá. Nhưng phần lớn ấy, là họ mọi người không hiểu. Khi mà chúng ta tổ chức đại hội thành công, họ phải đứng trên lập trường của người tổ chức. Tổ chức ra chương trình này để làm gì? Đúng không ạ? Cho nên là khi mà dẫn giải dẫn chương trình rất là quan trọng. Tối hôm nay nói về sức khỏe thì nói cái gì? Thông điệp chính là gì? Cái tên của chương trình là chúng ta phải nói được, phải hiểu được đã, đúng không ạ? Đại hội thành công rốt cuộc là biểu dương giá trị của Amway, đúng không? Là quy hoạch cuộc đời, đúng không nào? Là ở đây có một cơ hội và chúng tôi sẽ giúp bạn làm được thì ước mơ của mình. Cho nên là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối cũng vậy thôi, đúng không ạ? Amway là thế này là thế kia, vậy tại sao Amway lại có thể thu hút những con người giống như lãnh đạo Vũ Văn Tùng, đúng không? Những lãnh đạo Nguyễn Thị Huyền, đúng không? Nó có thể thu hút và có thể ảnh hưởng, có thể làm cảm động, có thể khích lệ cả những người giống như là gì? Giống như là chị Lê Thị Sương, đúng không? Ví dụ như thế. Hay tại sao lại có thể là trao cái cơ hội cho một con người bình thường giống như anh Phạm Ngọc Hà đấy, đúng không anh chị đấy? Thế thì chúng ta hãy hiểu rằng là từ vị trí nào chúng ta muốn người khác, chúng ta muốn cái người nghe người ta hiểu ra cái gì, ý của tôi là như vậy đó, đúng không? Chứ không phải là ô các anh chị biết không, hôm nay diễn giả chúng ta rất là đẹp trai, hôm nay diễn giả rất là xinh gái, đúng không ạ? Hôm nay diễn giả này rất là lợi hại. Không phải lợi hại con khỉ gì không quan trọng, bạn hiểu không ạ? Rất nhiều người là cái chính, tức là cái giá trị chính thì không nói, là cái giá trị phụ là không đúng, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu là tôi nói cái này là rốt cuộc để tôi nói cái gì, đúng không ạ? Hôm nay tôi mời đến đây một diễn giả rất là tuyệt vời như này, đẹp trai cũng được, phong độ cũng được, nhiều tiền cũng được, làm chủ doanh nghiệp cũng được, nhưng mà rượt qua là tôi muốn nói với là đấy, ngay cả cái người này mà còn cần em quay, cần phải làm quay này, cần phải đến em quay này, chứ không phải là cái người đó đẹp trai là đẹp trai vì ông ấy đẹp trai, ông ấy giỏi tài giỏi là vì ông ấy tài giỏi, không phải như vậy. Nói thừa, đúng không ạ? Thì đó không liên quan gì người nghe cả. Cho nên là phải hiểu thông điệp chủ đề. Và thủ tướng Winston Churchill của nước Anh, đấy là đọc theo kiểu tiếng Việt, đúng không ạ? Thủ tướng vĩ đại nhất của nước Anh, ông nói là gì? Ông nói là cái người nào mà ông ấy dùng từ này thì đây là câu chuyện thực tế. Ông có người hỏi ông là cái người nào mà ông không, tức là ông coi thường nhất khi mà nói chuyện, thì ông nói là người mà trước khi lên sân khấu thì không hiểu là mình sẽ nói gì, không biết mình sẽ nói gì, khi mà đang nói chuyện thì không biết mình đang nói gì, và sau khi xuống sân khấu thì không biết là mình vừa nói gì. Đấy, khổ vậy. Sự thật là như thế. Nhưng mà có rất nhiều người là lên sân khấu là đúng như vậy thật đấy. Tức là nói không biết là mình nói cái gì luôn. Cho nên có rất nhiều người á, từ thì quá nhiều nhưng mà chưa chắc là đã nói được. Tức là lên sân khấu từ rất nhiều nhưng lại truyền đạt được rất ít. Có người nói 200 từ không cắn một lưỡi chữ nào, không cắn một lưỡi từ nào, nhưng mà lại người ta lại chẳng đọc lại được cái gì cả. Thì đây á, là vì họ không hiểu thông điệp của cái câu chuyện của mình. Và người em quê của chúng ta thì có hai cái điều mà Hà thấy quan sát chung. Thứ nhất ấy, là vì chúng ta cứ tưởng là nói càng nhiều thì càng tốt. Và thứ hai là nói càng to, nói càng liên tục thì càng hay. Thì trên thực tế là trạng thái thì đúng là quan trọng hơn năng lực thật, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái bài nói chuyện, có những cái câu chuyện không chỉ là để người ta thấy mà thực sự là cần người ta phải nghe, và có những bài nói chuyện không chỉ là nghe mà người ta phải ngẫm, mà người ta phải nghĩ, mà người ta phải phát điên lên để hành động.
Đúng không ạ? Tất nhiên đây là những cái mong muốn mà ai cũng muốn đạt được. Nhưng mà rõ ràng là hôm nay Hà chia sẻ từ góc nhìn của Hà, cá nhân Hà thôi. Cho nên đôi khi chúng ta cần phải rõ ràng, nhiều ít không quan trọng mà phải hiểu rõ thông điệp của mình. Và nếu các anh chị làm quay đủ lâu rồi thì mà được đến anh công thường xuyên, các anh chị có thể nghe có những thời điểm Hà chỉ chia sẻ đúng 15 phút thôi. Chỉ đúng 15 phút mà rất nhiều lãnh đạo nói rằng là gì? Rất là tuyệt vời. Tất nhiên Hà coi đó là một lời động viên, nhưng mà chính thông tâm mình cũng hiểu rằng là ở trong đó nó chứa cái gì. Và có những bài nói chuyện cả tiếng rưỡi đồng hồ dài dằng dặc, đúng không ạ? Mà cũng không hiểu tại sao mình nói nhiều thế. Nhưng mà trên thực tế là nó có rất nhiều cái không ở cái góc độ này, góc độ khác, đúng không? Thì tất nhiên ở đây mình không khen mình mà mình phải nói là gì? Đầu tiên là phải hiểu cái gì mình muốn nói. Đấy là rất quan trọng, đúng không ạ? Làm chủ thông điệp, đúng không ạ? Comment, comment đúng không ạ? Comment. Ai hiểu rồi thì comment là số 1, đúng không ạ? Comment số 1, đúng không ạ? Ai không hiểu thì cứ comment số 2 nhé, để lát nữa giải đáp. Đừng có ngại nói rằng là mình không hiểu. Đó. Rồi. Ok. Cảm ơn mọi người. Hầu hết mọi người đều hiểu. Không có ai có số 2 cả. Rất tốt. Thực ra nó cũng dễ hiểu mà, đúng không ạ? À, còn có số 3 nữa. Số 3 nó là gì đấy hả Yến ơi? Số 3 này là phương án 3 khác, đúng không? Không đồng ý, không đồng tình à? Rồi. Làm chủ cái sân khấu, điểm thứ ba. Thứ ba là gì? Đó là làm chủ thời gian. Đúng không ạ? À, đây cũng là một cái lỗi mà khá là quen thuộc của hầu hết các lãnh đạo em vui, trong đó có Hà. Đôi khi không làm chủ được thời gian. Cháy giáo án, đúng không ạ? Cái này khó, hi hi lãnh đạo vá. À, thực ra đấy, đối với mọi người thì đúng là khó thật. Bởi vì mọi người chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà Hà nói thật các anh chị nha, Hà chia sẻ rất thật lòng là đối với Hà nó không khó. Đôi khi cái lãnh đạo nó là này cắt giờ mà nó không cắt giờ mà nó cắt giờ nó không xuống. Một là không nhìn thấy cắt giờ, hai là cố tình không xuống. Đúng không ạ? Thì Hà nói thật các anh chị là hầu hết là đều Hà là cố tình không xuống. À, cố tình không xuống. Thì cái này ở đây cũng là tâm sự thôi nhé. Thì cái làm chủ thời gian nó rất là quan trọng, bởi vì trong thế giới chuyên nghiệp, thời gian là vàng là bạc, một phút cũng là thời gian của người khác, đúng không ạ? Cho nên nếu là chương trình càng lớn, càng chuyên nghiệp, đúng không? Thì càng phải trân trọng thời gian của người nghe và của ban tổ chức. Và Hà nhớ là có một lần ấy, có nghe kể, có một lãnh đạo lớn kể chuyện là ở cái đại hội Tuyên Dương FC của thầy Phó Kiên, 40.000 người ở Malaysia kỷ niệm bao nhiêu năm đấy. Thì FC Trương Ngọc Lan, học trò của thầy Trần Đức Bân, lên sân khấu chỉ lố có đúng một phút thôi là được mời xuống rồi. Đấy. Và phải xin lỗi các cái những người khác và phải được nhắc nhở đấy. Thì cái này nó là chuyên nghiệp mà, vì các lãnh đạo đều đỉnh cao hết rồi. Đó. Thì nói điều này Hà lại vô cùng ngưỡng mộ thầy Trần Đức Bân. Các anh chị chắc chưa bao giờ được nghe một bài nói chuyện 15 phút của thầy Trần Đức Bân đâu nhỉ? Đúng không ạ? Hay là bài nói chuyện 5 phút của thầy Lâm Bộ Trực? Không tin được, đúng không? Tất cả đều ngỡ ngàng, nhưng mà tất cả những cái đó là đều sức mạnh kinh khủng khiếp, bùng nổ. Thầy Trần Đức Bân là 15 phút ở Hải Phòng. Thầy Lâm Bộ Trực là 5 phút ở nhà hàng Hoa Sứ. Bởi vì các diễn giả khác là giảng hết giờ của thầy mất rồi. Nhưng mà thầy có khả năng xử lý khủng khiếp. Một bài giảng lẽ ra thầy giảng 2 tiếng đồng hồ, không qua phiên dịch. Nhưng mà thầy chỉ đúng 15 phút. Thầy Lâm Bộ Trực đúng 5 phút. Xong. Đó chính là cái gì? Hiểu vấn đề. Đúng không ạ? Nên làm chủ được thời gian. Thế thì làm thế nào làm chủ thời gian thì bạn cần phải làm chủ được nội dung đã. Phải thông điệp đã. Bởi vì sao? Khi đã hiểu thông điệp rồi á, thì bạn sẽ có thể biết rằng là cái gì cần nói, cái gì không cần nói mà, đúng không ạ? Giống như bạn làm TikTok ấy, Hà nói thật anh chị là làm một cái video 1 phút cuối cùng vẫn có thể tối ưu thành 20 giây. Thế nên mới hay. Bởi vì sẽ có rất nhiều từ không cần thiết, bởi vì là nội dung chẳng qua là lặp điệp lại thôi. Cho nên là làm chủ thời gian là gì? Là làm chủ thông điệp trước thì làm chủ thời gian. Đó. Cái thứ hai á, Hà chia sẻ này, bây giờ các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm thì thôi, không sao, không quan trọng nhá. Cũng đừng quá đề cao để lo lắng chuyện này. Dần dần các anh chị hiểu là cùng một ý tưởng thì thật ra có rất nhiều cách diễn đạt. Đúng không ạ?
thay vì nói cái chuyện là làm chủ thông điệp là phải như thế nào, và nếu không làm chủ được thông điệp thì nó sẽ như thế nào, thế nào, thế nào, A, B, C, D, F. Lúc nãy Hà thử lấy ví dụ các anh chị xem đó. Chỉ có một câu nói của Thủ tướng Anh thôi. Hậu quả là gì? Cái người mà không biết mình sẽ nói gì trước khi lên sân khấu, đang nói gì khi mình đang ở trên sân khấu, và không nhớ gì khi mình đã xuống sân khấu rồi, là cái điều mà không ai muốn nghe cả. Thì cái đó có lẽ là các anh chị sẽ nhớ lâu hơn. Tức là một ý tưởng có nhiều cách diễn đạt. Các anh chị hãy chọn cái cách diễn đạt hợp lý là xong. Thì cái này làm nhiều nó quen thôi. Chứ còn thực ra mà nói thì là cũng không có gì khó. Chẳng qua các anh chị chưa làm nhiều thôi. Đó. Đấy là cái thứ ba cần làm chủ. Cái thứ tư cần làm chủ. Hà sẽ đi lướt qua cái phần thứ ba này. Phần thứ ba này không khó. Vì trên thực tế là chúng ta có sự hỗ trợ của ban tổ chức. Đôi khi chúng ta mà không xuống là sẽ bị ngắt mic là xong. Đúng không ạ? Ngắt mic là xong. Thế là toi rồi. Rồi. Cái thứ tư. À thế còn Hà nói lại một chút là có những trường hợp mà Hà không xuống sân khấu. Ngay Hà cố tình thêm 15 phút. Là vì sao? Vì lúc đó Hà là người làm chủ sân khấu. Vì cái thứ hai là Hà biết được cái cảm giác của người nghe. Họ đang ở trạng thái thế nào? Đấy. Thường là làm ban tổ chức là khó nhất là gì? Là ngồi nghe nó mệt lắm. Và thứ hai nữa là phải lo nhiều việc. Cho nên là các lãnh đạo cũng rất là sốt ruột là điều này đúng. Và còn chương trình buổi chiều chẳng hạn. Thế nhưng mà đôi khi cái người nghe phải lắng nghe cái cảm xúc của người người nói phải lắng nghe cảm xúc người nghe. Hiểu được. Và thứ hai là biết được cái trọng tâm vấn đề nằm ở chỗ nào nữa. Thế đôi khi là mình thêm 10-15 phút được để ăn gian. Đúng không ạ? Thôi. Thế thì cái chuyện này thì nó xí xóa được. Đúng không? Nhưng mà tốt nhất là không nên là ăn gian. Bởi vì là nếu như làm tốt thì nó có thể là ngắn gọn hơn. Đúng không ạ? Ok. Rồi. Thế chúng ta chuyển sang nội dung thứ tư là làm chủ cái kỹ thuật. Làm chủ sân khấu là làm chủ kỹ thuật. À ok. Bây giờ cái này Hà phải nói vì sao? Nếu là sân khấu đại hội công thì không cần phải lo lắng nhiều. Các chị cứ đứng lên. Hội nghị trung tâm cũng vậy. Nhưng mà chúng ta phải làm chủ sân khấu ở phòng Zoom này, bởi vì mỗi một người sẽ phải làm chủ chính cái sân khấu của mình, đúng không? Cho nên là từ cái âm thanh, cái ánh sáng, cái vấn đề đường truyền, cái vấn đề mic, cái micro như nào, chúng ta phải thật nhanh, gọn. Và đừng có đến mỗi lần làm là phải chuẩn bị lại. Từ cái chỗ ngồi làm sao cho nó cân đối giữa bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới, đúng không? Phía trước cách xa bao xa chúng ta cũng phải căn một lần thôi. Là nhớ mãi, chứ đừng có mỗi lần nó lại nhớ ở này. Phải làm sao ạ? Phải làm đi làm lại là không chuyên nghiệp. Đúng không nào? Đó. Thì đó là cái thứ tư. À, không nói sâu về cái này nhé. Mà cái này các anh chị phải biết. Đúng không ạ? Còn nếu không biết thì phải hỏi. Không biết cách mở phòng Zoom mà tổ chức như nào phải hỏi tuyến trên. Ok. Rồi. Cái thứ năm. Cái này thì Hà cũng đi lướt thôi. Vì thực ra là cái này các anh chị cũng chưa cần phải lắng nhiều. Đó là gì? Xử lý những vấn đề và câu hỏi phát sinh. Tình huống phát sinh. Thế tình huống phát sinh ở trên sân khấu thì chúng ta dừng lại uống nước, đúng không? Mất điện cũng uống nước, và mọi người hát một bài, đúng không ạ? Hay là mic đang nói chuyện thì yên mic nó hết pin. Cái này đơn giản thôi, chúng ta dừng lại một chút, đâu có mất gì đâu, và cứ bình tĩnh thôi, đúng không ạ? Và cũng là một cái mà cái vấn đề xử lý tình huống này á, cũng là một tình huống xử lý cả nỗi sợ hãi luôn. Khi mà chúng ta sợ ấy là cái nhịp tim mình nó tăng lên này, nhịp tim nó tăng lên, các anh chị cảm giác nó tim đập thầm tịch, đúng không? Đó. Thế lúc đấy làm thế nào? À đây lại là một cái cũng rất là hay, cũng là xử lý tình huống và xử lý cả nỗi sợ luôn. Lúc đầu Hà quên nói. Kỹ thuật nhá. Có một kỹ thuật được học trong bộ phim Ba Chàng Ngốc của Ấn Độ này. Lấy cái bàn tay phải này. Đặt tay lên ngực này. Đặt lên ngực này. Và nói bằng mồm, mọi chuyện đều ổn, cũng được. Đấy, các anh chị làm thử xem, nó rất lợi hại. Nó hay lắm, tức là cái nguồn năng lượng cơ thể nó tự giải quyết vấn đề cho nhau. Nó là cân đối lại. À, cách thứ hai á, là các anh chị cứ hít bằng bụng, thở ra bằng mũi, hít bằng bụng, thở ra bằng mũi, cứ từ từ, hít 3 đến 6 lần như thế, sâu dài. Tự nhiên cái nỗi sợ bắt đầu nó giảm xuống. Cảm xúc nó giảm xuống. À, xin lỗi, thở ra bằng miệng. Đúng không ạ? Đó. Anh chị làm thử xem.
nó rất đơn giản, nó sẽ giúp chúng ta bình tâm lại. Và nếu như chúng ta đã đứng lên sân khấu rồi mà chúng ta vẫn còn run đấy, đừng có nói như này: ôi em run quá. Đừng nói là gì ạ? Ôi em run quá, các anh chị cho em một tràng vỗ tay để cổ vũ em đi. Cái nói này thì nó cũng dễ thương thôi, nhưng mà nó nhạt, mà nó không ấn tượng. Và trên thực tế thì nó cũng không hết giúp hết run bao nhiêu. Đấy. Thì kéo một cách hạt tiết lộ nhá, là các anh chị khi đã run thì đừng vội nói. Hãy hít thở. Đúng không ạ? Hãy nhìn bao quát một vòng. Hãy cười thật tươi. Lúc đấy đang định thần mà. Đâu ai bắt mình phải nói ngay đâu. Đúng không ạ? Đó. Thế là xong. Thì đấy, những cái đó là những cái rất là đơn giản đúng không ạ? Thế còn trong trường hợp là đang tiên có một người hưng phấn quá, tôi, hoặc là giơ tay, hoặc là vỗ tay rầm rầm, hoặc là sao, hoặc là cười, bật cười, tức là lúc mà mình giảng thì chưa cười, nhưng mà sau khi giảng xong khoảng 2-3 phút tiên ngồi cười khà 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 thì coi như các anh chị đừng nhìn thấy là xong, đúng không nào? Tức là những trường bất thường á. Vì sao? Vì chúng ta cứ việc mình giảng đấy. Và có những câu hỏi người ta hỏi á, nếu trong trường hợp đó thì chúng ta hãy coi như là chuyện đó có thể xảy ra những cái đền cuối giờ. Cuối giờ là sao? Và cái này thì nó cũng ít thôi, cho nên là Hà cũng không nói nhiều. Thì Hà vừa mới giúp các anh chị khái quát về cái việc làm chủ sân khấu là làm chủ cái gì. Đó là làm chủ 5 cái thứ vừa rồi Hà nói, đúng không ạ? Rồi nhớ nha, lần sau lên sóng nhiều lên nhanh giới nha. Lãnh đạo giới nha. Đã đăng ký lần sau ai muốn lên sân khấu là phải đăng ký. Lần sau ai muốn được chia sẻ ở phòng Zoom này là phải đăng ký trước. Tối nay lãnh đạo báo sẽ lập danh sách đăng ký nhá. Chứ không phải đơn giản đâu. Ngày xưa đúng thật đấy. Ngày xưa thực sự là phải đăng ký các anh chị ạ. À, nó rất là nghiêm túc. Không phải đùa nhá. Tức là đội nhóm phải chia nhau. Ôi nhóm này được ai được thái độ như thế nào, thành tích như nào được lên sân khấu. Nó thật là như thế. Hồi đó Hà là được may mắn là vì sao? Vì phát triển thành tích rất nhanh, cho nên là được lên nhanh, lên 15% rất là nhanh, nên là được lên nhanh lắm. Mà được cái lên xong là không muốn xuống nữa, thật là lên được lâu. Thế các anh chị chịu khó mà tích cực vào, đúng không? Rồi, thế thì 5 cái vừa rồi là việc là cái cần phải làm, cái cần phải làm tức là làm chủ cái gì, what đấy, chỉ có 5 cái đó. Các chị nhớ như vậy được, đúng không ạ? Được thì cho mình xin chạm vào tay số 8 đi. Đúng không ạ? Ở đây không có chạm vỗ tay được thì cứ số 8 được không anh chị? Rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị. Thế bây giờ sẽ câu hỏi là thế làm thế nào để làm chủ 5 cái đó? Đúng không ạ? Vừa rồi Hà hỏi là làm chủ sân khấu là làm gì, đúng không? Làm 5 cái đó. Nhớ 5 cái đó nhá, lát nữa thảo luận là câu hỏi nhá, Hà sẽ hỏi xem là cái gì nhá. Còn bây giờ là làm thế nào để làm chủ 5 cái đó? Thì Hà nói luôn. À, các anh chị trả lời đi. Thế thì làm thế nào để làm chủ 5 cái đấy? Thì Hà sẽ hỏi câu hỏi khác cho nó dễ hiểu này. Thế thì mình tập trung vào đâu để làm chủ 5 cái đấy? À, anh Thắng trả lời học tập là đúng rồi, chính xác. Hôm nay là bước đầu tiên, đúng không? Thế thì mình trong cái chương trình ấy, hay là phạm vi trong cái buổi chương trình diễn ra để làm chủ 5 cái vừa rồi thì chúng ta phải tập trung vào đâu? Tức là khi chương trình đã bắt đầu rồi và chúng ta bắt đầu lên sân khấu rồi thì để làm chủ sân khấu, chúng ta làm chủ 5 cái vừa rồi thì làm chủ đấy bằng cách nào? Chúng ta phải tập trung vào đâu để làm chủ năng lực đấy? Tập trung vào đâu ạ? Tập trung vào đâu ạ? Các anh chị comment đi, mỗi người comment một câu đi, đúng không ạ? Đừng sợ sai, mà hãy sợ rằng mình không chia sẻ, đúng không ạ? Hãy chia sẻ đi, comment đi ạ. Nên tập trung vào đâu anh chị?
bài thuyết trình cảm xúc nội tâm, nội dung mình muốn. Tập trung vào cảm xúc, trạng thái tốt. Vâng. Rất tuyệt vời. Chính xác là như vậy. Đó là chúng ta tập trung vào nội dung, vào thông điệp. Đúng không ạ? Vì đó là cái chúng ta muốn trao cho người khác mà. Và đó là cái duy nhất chúng ta có thể kiểm soát được, hoặc là tập là chúng ta giải quyết được thôi. Chúng ta hiểu cái chúng ta nói. Tập trung vào cái nội dung ấy. Đúng không ạ? Bạn đừng tập trung vào cái người nghe là nghe cái gì. Khi bạn minh họa sản phẩm cho người khác cũng vậy thôi. Đừng quá tập trung vào các vấn đề khác mà hãy tập trung cái mà mình muốn nói. Cố gắng là truyền đạt cái mà mình muốn nói. Thì lên sân khấu cũng vậy. Để làm chủ năm cái kia. Thật ra bí quyết rất là đơn giản, đó là tập trung vào cái việc mình đang làm á, cái nội dung mình đang muốn nói á, là chính xác nhất. Đó. Chứ thực ra thì các anh chị tập trung vào người khác làm sao được, làm chủ người khác làm sao được. Đúng không ạ? Chắc chắn rồi, chúng ta phải lắng nghe để hiểu được cảm giác của người nghe, để đôi khi phải cảm giác cái sân khấu như thế nào. Nhưng thời gian phần lớn nội dung của chúng ta, phần lớn thời gian của chúng ta là chúng ta phải tập trung vào nội dung. Đúng không? Chứ không phải tập trung cái khác. Cứ tập trung vào nội dung và nhớ rõ cái vấn đề mình còn cần đạt, cần chia sẻ là ok. Đúng không? Thưa tất cả các anh chị. Đúng không ạ? Chứ đừng có lo lắng là người khác nghĩ gì. Và đôi khi chỉ cần một tiếng ho, một nụ cười hay một cái cười đẻo thôi. Thế tiên mình quên mất luôn là cái gì mình cần nói là xong rồi. Đúng không ạ? Chứ không phải là lãnh đạo lên sân khấu làm MC mà ôi trời, lãnh đạo Hà làm em áp lực quá không được. Không phải, cái liên quan đến mình. Đúng không ạ? Mình cần làm việc của mình là xong. Rồi. Ok. Thế thì bây giờ đó chính là những cái nội dung cơ bản nhất mà Hà nói với anh chị về việc làm chủ sân khấu. Và trong buổi tối hôm nay thì nó còn một nội dung nữa mà rất mong, rất muốn là chúng ta sẽ thực sự nắm được để chúng ta làm thế nào đó. Đầu tiên giúp chúng ta, thứ hai là giúp hệ thống. Đó chính là kỹ năng MC. Bao nhiêu người muốn trở thành một MC có giá trị và luôn luôn được trông đợi ở những hội nghị thì comment tôi được không ạ? Bao nhiêu người muốn trở thành một MC thực thụ comment tôi. Ồ nhiều vậy à? Nhiều quá. Ồ, rất nhiều người đúng không ạ? Thế này thì Hà sẽ phải đề nghị lãnh đạo Bá chắc là phải tổ chức một khóa đào tạo. Phải thu tiền không? Có được không ạ? Bây giờ mà tổ chức một khóa đào tạo MC chuyên nghiệp mà thu tiền thì các anh chị có tham gia không? Các anh chị sẵn sàng bỏ tiền không ạ? Có bỏ tiền không ạ? Thế thì bỏ bao nhiêu tiền thì là các anh chị sẽ tham gia được? Bây giờ là học phí bao nhiêu tiền là các anh chị sẽ tham gia được? Trả sữa 100.000 thôi anh Hùng. 100.000 thôi anh Hùng. Trăm ngàn nữa. Tức là nếu mà là một thùng kem, một tô bún riêu 100.000 ấy, thì Hà sẽ nói cho anh chị nghe về kết quả như thế này. Tức là các anh chị muốn nhớ đến bản thân mình, người khác nhớ đến bản thân mình là một MC được đào tạo với giá 100.000. Có đúng không ạ? Tức là chúng ta muốn người khác nhớ đến mình là một MC được đào tạo với giá 100.000. Đúng không ạ? Đấy, đây là cái cách định giá của chúng ta. Đúng không ạ? Cho nên là có nhiều thứ thì chúng ta bỏ ra tiền rất nhiều triệu để mất một cách lãng phí. Đúng không? Bạn xin nhìn xem cuộc đời nó rất thú vị như này nha. Cuộc đời nó rất thú vị, anh chị biết không ạ? Nó thú vị lắm, à, không hiểu được luôn đấy. Cuộc đời nó buồn cười, toàn những thứ mà nghịch lý thì nó tồn tại. Nó là gì?
Đó là rất nhiều người có thể mất cả tiền trăm triệu, mà thậm chí cả tiền tỷ luôn, chỉ để đổi lấy cái thứ mà nó không xài được bao nhiêu, mà hơn nữa là còn gây đau khổ. Không tin các chị cứ thử kiểm tra lại xem đúng không. Mà có nhiều người bỏ tiền ra là còn mất luôn, mất hút luôn. Thế nhưng mà sẵn sàng bỏ, và trong một giây phút nào đó thì lập tức là bỏ luôn. Nhưng mà bỏ tiền ấy mà đi để nâng cao cái này lên, đúng không ạ? Làm đầy cái này lên này. Và đặc biệt là còn kỹ năng kiếm tiền. MC là nghề hái ra tiền trong thời đại ngày nay các bạn nhá. Thậm chí là bây giờ là nếu mà cần lãnh đạo bá tổ chức một cái kỹ năng, một khóa MC đám cưới luôn. Là nghề hái ra tiền rồi, đúng không? Cuối năm đến nơi rồi các anh chị. Không sợ chết đói, đúng không ạ? Mà thậm chí là bây giờ là mùa này á, nếu như mà điều kiện mà không giãn cách mà tổ chức, mà cái câu chuyện gọi là dịch Covid, có khi là các anh chị làm dẫn chương trình cho đám hiếu thì có khi cũng kiếm tiền được mà, đúng không ạ? Đây là sự thật. Thế thì rất là nhiều khi là đây là Hà nói vui thôi, nhưng mà đang nói một câu chuyện. Đó là khi mà bỏ tiền ra để mà phát triển kỹ năng ấy, thì coi nó rẻ mạt lắm. Cho nên là Hà biết là lý do vì sao rất nhiều người làm chưa thành công với em quê rồi. Vì chúng ta định vị sai, chúng ta đánh giá sai vấn đề, chúng ta coi rẻ những thứ đáng coi trọng, nhưng là chúng ta lại coi trọng những thứ đáng coi rẻ. Cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều người là sẽ tập trung vào những cái đồ bên ngoài, những cái phụ kiện, những cái trang sức mà đắp lên người mình, những cái bộ quần áo đẹp, và tưởng rằng như vậy thì nó làm đẹp con người mình lên và làm đắt con người mình lên. Điều đó không có gì là xấu, cũng không có gì là sai, cũng rất là đúng, rất là tốt. Nhưng mà ông này, ông Warren Buffett, ông nhà đầu tư huyền thoại thế giới, cũng là một triết gia luôn. Ông nói là gì? Có những cái bộ quần áo cực kỳ đắt tiền ở ngoài kia, nhưng mà khi mà tôi mặc lên người ấy, thì tự nhiên nó lại trở nên là quá rẻ mạt. Tại vì giá trị con người ông nó lớn đến mức độ là những cái bộ quần áo đó là không xi nhê gì, ông cả chuồng cũng đẹp. Bởi vì cái đầu của ông nó quá giá trị, đúng không anh chị? Đấy. Ê, ở đây ấy, là câu chuyện giao lưu, Hà chỉ nói đùa thôi. Đúng không ạ? Người làm em quê là cho đi vô điều kiện, và chúng ta làm sự nghiệp thôi, chứ còn thực tế thì không ai kiếm tiền cả. Nhưng Hà muốn nói là kỹ năng này nó quan trọng, chứ Hà không bảo là cái việc này các anh chị phải bỏ tiền nó học thì mới được. Không phải là bỏ tiền nó học thì Hà mới bá, hay là các lãnh đạo mới chia sẻ tận tâm, đúng không? Không phải. Đấy, đầu tiên là phải định vị, phải quý nó. Cái gì như vậy bạn phải quý nó, phải trân trọng nó, phải muốn nó thì nó mới là của mình, đúng không? Trân trọng mới sở hữu, nó là như vậy đấy. Vậy thì hôm nay á, ở đây thì Hà muốn chia sẻ cái này cũng là miễn phí, nhưng đừng coi nó là 100.000 hay một tô bún riêu, mà hãy coi nó là một khóa học đắt tiền nhá. Rồi, thế thì MC, ok, Hà không có nói nhiều, bởi vì MC thì cũng đầu tiên là phải làm chủ được sân khấu. Master of Ceremony, đúng không? MC là Master of Ceremony, người làm chủ của sân khấu của buổi lễ. Tiếng Anh đấy, nên tiếng Việt là MC, đúng không? Vậy MC á, cần phải nói cái gì? Thì bây giờ Hà sẽ nói. Mời MC đám cưới toàn nói em vui, đúng không? Đúng sao? Hà quan sát rất nhiều bạn đã làm MC, rất nhiều anh chị có tinh thần rất là tốt, cái đấy là đáng coi như là ghi nhận và rất là ngưỡng mộ luôn. Đây là điều tốt, và chúc mừng anh chị những người nào mà sẵn sàng làm MC cho đội nhóm, cho chương trình, cho hệ thống. Vừa rồi Hà nói về cái các anh chị nhận được, bây giờ Hà nói cái các anh chị cần phải làm. Vậy thực sự mà nói á, chúng ta nhớ này, người làm với rốt cuộc làm cái gì? Làm quê là 3S, đúng không? Bán hàng, bảo trợ, chăm sóc khách hàng. Thế thì bây giờ chúng ta không đi bán hàng thì chúng ta đi bảo trợ. Chúng ta không đi bảo trợ thì chúng ta phải đi gì ạ? Chăm sóc. Chúng ta không bán hàng, bảo trợ, chăm sóc thì chúng ta phải gì ạ? Chăm sóc hệ thống, chăm sóc đội nhóm, đúng không? Chúng ta phải giảng bài, chúng ta phải chia sẻ. Chúng ta không minh họa sản phẩm ở trong chương trình thì chúng ta phải chia sẻ câu chuyện. Chúng ta không chia sẻ câu chuyện thì chúng ta phải làm MC. Chúng ta không làm MC thì chúng ta phải là gì? Làm DJ đóng góp, hoặc là chúng ta phải là cái người tương tác tốt nhất. Mỗi một vai trò đều rất quan trọng.
Nhưng mà chúng ta không có mặt, chúng ta không đóng góp thì nói các anh chị là cái quan niệm chúng ta không tới thế này đến khi nào thành công. Đúng không ạ? Đến khi nào thành công? Không phải là hệ thống thiếu người, không phải đội nhóm thiếu người, mà là do chúng ta muốn có cơ hội thành công hay không. Cái quan niệm này không biết là cần phải nói đến khi nào, nhưng mà còn chừng nào mỗi chúng ta còn ở trong hệ thống, trong đội nhóm này mà muốn thành công ấy, thì chừng đó còn phải được nghe. Còn chừng nào không muốn làm nữa không sao cả, đúng không ạ? Bởi vì là welcome thôi chứ không có ai là phải giữ cả. Tức là cái quan niệm là phải tự mình phải nó làm nó lớn lên. Phải nhớ rằng đó là phải giành lấy cơ hội cơ. Làm MC là giành lấy cơ hội đấy. Không phải ai cũng làm MC đâu, mà không phải ai cũng biết làm MC đâu. Không phải cứ đứng lên nói 3 câu, 5 câu, 3 điều và như thế gọi là làm MC. Không phải. Mỗi một lần làm MC hay làm diễn giả cũng vậy, chia sẻ cũng vậy, là bạn đang thể nghiệm lại toàn bộ những cái kinh nghiệm của mình. Luôn luôn thể nghiệm lại tất cả những kinh nghiệm của mình. Thể nghiệm tức là trải nghiệm và thể hiện, đúng không ạ? Và chúng ta từ đó tiên thấy, à chúng ta làm tốt hơn chỗ nào, phát triển những khía cạnh nào. Tại sao những chương trình của quốc gia, chương trình lớn của toàn quốc lại cần những MC kinh nghiệm kỳ cựu? Cái chương trình nào phải có Lại Vân Sông mới được, đúng không ạ? Không phải tự nhiên đâu các bạn ơi. Hay là tại sao biên tập viên thời sự phải có Quang Minh, phải có Hoài An, không những con người như vậy? Không, không hề đơn giản đâu các bạn nha. Tuyển chọn như thế nào không dễ dàng đâu, làm chủ được cái đó. Bởi vì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ, chỉ cần một tiểu tiết xíu xíu thôi, trong một khoảnh khắc thôi, thì coi như cả chương trình đó có thể đi lên hoặc đi xuống. Thế cho nên là, mà không biết là cái cơ hội phát triển nó nằm ở đâu, thì MC là một cơ hội. Bây giờ Hà sẽ không nói về là các bạn phải làm thế nào, vì thật ra làm thế nào đấy là phong cách của mỗi người. Nhưng đã làm MC của Đại hội Thành Công á, xin lỗi, của chương trình hệ thống chúng ta, thì đây là những cái mà chúng ta phải nói này. Và đây là những bước cần phải nói này. Hà có thể giúp anh chị ghi ra những câu bắt buộc phải nói được. Còn nói thì kiểu thế nào mà miễn là thể hiện nội dung này là được. Chứ Hà thấy có nhiều anh chị là, thứ nhất lên nói thì nói thay diễn giả luôn, đúng không ạ? Lãnh đạo diễn giả chia sẻ xong thì tổng kết luôn bài nói chuyện luôn cho người nghe, đúng không? Tức là cái vai trò mình sai rồi. Thì Hà nói luôn vai trò của MC là gì. Thứ nhất vai trò MC, đúng không ạ? Vai trò số 1 của MC đó là dẫn dắt thông điệp chủ đề, thông báo dẫn dắt thông điệp chủ đề. Đấy là vai trò số 1, thông điệp của cả chương trình. Hôm nay là chương trình về sức khỏe, thì thông điệp chủ đề là gì? Hôm nay chương trình là OPP khởi nghiệp, thì chương trình thông điệp chủ đề là gì? Hôm nay là buổi đào tạo, thì thông điệp chủ đề là gì, để làm gì? Hôm nay là Đại hội Thành Công, thì thông điệp chủ đề là gì và để làm gì? Phải hiểu rõ cái đó. Vai trò số 2, tức là phải giúp cho người ta hiểu được cái đấy. Vai trò số 2 á, đó là dẫn dắt không khí. Thế nào gọi là dẫn dắt không khí? Tức là phải làm cho cái không khí của chương trình đó đúng mức với cái dạng thể loại chương trình đấy. Đại hội Thành Công là phải cuồng nhiệt, phải sôi động, phải năng lượng, đúng không ạ? Hội nghị chăm sóc sức khỏe là phải tập trung, đúng không? Đó là. Đấy là những ví dụ như thế. Cho nên là cái vai trò thứ hai là dẫn dắt không khí. Cái vai trò thứ ba đó là làm cầu nối để ABC diễn giả. Ba vai trò đó. Còn lại không có việc gì khác cần làm. Thế thôi. Các chị nhớ không ạ? Đúng ba vai trò đúng không ạ? Rồi. Thế thì bây giờ phải lại nói cái gì đây? Ok. Câu số 1. Khi mà nhạc hiệu vừa kết thúc xong thì nói cái gì? Đó là câu chào mừng. Đúng không ạ? Đầu tiên phải chào mừng. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với chương trình Đại hội Thành Công của hệ thống Cradonama Việt Nam. Đây là một câu. Đúng không ạ? Có câu thứ hai đúng không ạ? Thế thì câu này có khó nói không? Giống hệt như TikTok thôi. Chào mừng tất cả các anh chị đã có mặt trong Đại hội Thành Công của hệ thống Cradonama Việt Nam. Thế là xong. Một câu. Đấy là câu chào mừng. Thế còn chương trình OP Trung Tâm Hội Nghị sao? Vâng, hân hoan chào đón tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi tối quyết khởi nghiệp định tương lai ngày hôm nay. Đây là một câu. Thế thì câu này chỉ cần nói làm sao cho nó rõ ràng, cho nó mạch lạc, cho nó có ngữ điệu một chút là được.
đúng không ạ? Và các anh chị cứ để ý cái câu chào mừng nhé. Đầu tiên là nội dung là nói như vậy được chưa? Tức là trong cái câu chào mừng đó là phải nói được cái tên của chương trình. Đúng không ạ? Vâng, hân hoan chào đón tất cả các anh chị đến với chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động mùa COVID tối ngày hôm nay. Đấy là một câu. Đúng không ạ? Có chủ ngữ, có vị ngữ, có thông điệp. Thế thôi. Đừng, nếu không biết nói thì đừng nói thêm. Đúng không ạ? Và hãy dừng lại để người khác nghe và nhớ và nó lọt vào tai đã, được khoảng 3 đến 5 giây đã. Nhưng mà thói quen chúng ta rất nhiều người là lúc đấy là có khi là nó cuốn đi và nói liên tục thì không cần thiết. Thì đấy là khi nào bạn làm chủ thì tốt rồi cơ. Còn không chỉ cần nhớ rằng là nói bao nhiêu câu cũng bằng một câu đó thôi. Đấy. Và nhớ rằng ngữ khí của câu chào mừng là như thế nào. Anh chị nhớ rồi đúng không ạ? Tươi vui, phấn khởi, tích cực, đúng không ạ? Dõng dạc. Chứ không phải là ỉu xìu. Vâng, vâng, chào các anh chị đã có mặt. Vâng, chúc mừng các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. No, no, đây không phải là câu tốt, đúng không ạ? Câu nói này là trạng thái chúng ta không được, kể cả đang đói có như rũ người là cũng không được nói thế. Đúng không anh chị? Nói thế thì chưa bắt đầu chương trình là mọi người có khi là nó tụt huyết áp nơi rồi. Nhưng được. Các anh chị đồng ý không ạ? Đồng ý cấm chấm com à quên chấm một vào đây giúp Hà cái được không ạ? Chấm số một đúng không ạ? Nhớ nhá. Rồi. Câu số 2, cảm ơn các anh chị. Rồi, câu số 2 này. Câu số 2 sau khi chương trình thì câu đấy là gì? Vâng. Câu số 2 ấy, thì rất là nhiều người bắt đầu là quan sát chương trình, rồi quan sát nhạc hiệu, rồi gặp vấn đề trục trặc kỹ thuật thì bắt đầu là bị cuốn theo những cái nội dung ngoài lề. Đúng không ạ? Hôm nay nhìn thấy các anh chị rất là vui, hôm nay các anh chị rất là hào hứng đúng không ạ? Rồi bắt đầu đặt câu hỏi, rồi bắt đầu là xin lỗi, các anh chị có nhìn thấy Hà không ạ? Các anh chị có nghe rõ không ạ? Các anh chị có... No! Cái đó là việc của ban tổ chức đúng không? Nếu không nghe rõ nó sẽ nói. Đúng không ạ? Mic hỏng hay không người ta phải biết đúng không ạ? Không, chúng ta tập trung vào nội dung. Nhớ nhé, tập trung nội dung mình. Câu số 2 là gì? Câu số 2 rất quan trọng cần phải làm luôn. Đó là giới thiệu bản thân. Đúng không ạ? Chứ đừng không biết nói lại đừng có nói lan man. Bản thân là gì ạ? Vẫn giữ cái ngữ khí tươi vui đó. Tích cực đó. Đúng không? Hôm nay MC rất hân hạnh được hệ thống lãnh đạo, các lãnh đạo và thầy Trần Hiểu Bân giao cho một nhiệm vụ làm MC, làm cầu nối giữa các vị diễn giả với các khách mời trong với các anh chị trong ngày ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và MC xin giới thiệu, MC tên đầy đủ là, công việc hiện tại đang làm là, đúng không ạ? Các anh chị có hiểu ý không ạ? Hả không ạ? Câu số 2 cần phải vào ngay đó chính là giới thiệu bản thân. Và Hà vừa làm mẫu thử rồi, các anh chị có thể ghi lại. Hôm nay MC rất hân hạnh được giao cho một nhiệm vụ, đó là làm MC trong chương trình tối hôm nay. Thế cũng được, hoặc là đó là làm MC để gì ạ? Làm cầu nối giữa các vị khách mời và tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Tức là thể hiện cái sự tri ân, cảm ơn hệ thống, cảm ơn đội nhóm, đúng không ạ? Cho mình cơ hội này. Câu thứ hai là câu cảm ơn. Xin lỗi các anh chị, phải tách ra thêm một câu nữa. Câu số 2 là câu cảm ơn đã. Tách ra. Thì câu số 1 là chào mừng, câu số 2 là cảm ơn. Đầu tiên xin cảm ơn hệ thống Granama, các lãnh đạo trong hệ thống và đặc biệt là thầy Trần Bân đã trao cho Hà một cơ hội được giao lưu với tất cả các anh chị trong buổi tối hôm nay với vai trò là MC. Tức là cảm ơn vì lý do này. Vì được nhận nhiệm vụ này. Các anh chị đồng ý không ạ? Các lãnh đạo nhớ ghi lại nhé. Câu thứ hai là cảm ơn nhé. Lần sau sẽ có người lên làm MC và chúng ta sẽ kiểm tra xem đúng không? Giúp các anh chị đánh giá tiến bộ. Câu số 3 đó chính là giới thiệu bản thân. Đúng không ạ? MC tên đầy đủ là Trần Lê Hoài. Hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng là nhà phân phối cùng công ty Amway. Kiểu như vậy.
Thế là được rồi. Có còn thêm gì không ạ? Hôm nay mình thì bắt đầu là gì, có nhiều người rồi. Hôm nay thì rất là vui, Hà rất là vui khi được làm MC chương trình này. Trước đây Hà đến với Amway, trong khi đó hồi đó thì Hà cũng không thích Amway lắm. Nhưng mà do là có đồng đội giới thiệu Hà đến Đại Thành Công. Sau khi đến Thành Công xong thì Hà cảm thấy là Amway cũng rất là tốt, sản phẩm cũng rất là tốt. Nói chung là mình rất là cảm động. Và A, B, C, D, E, F, G, H, G, H, G, M. Rồi từ đó là gì? Hà quyết định làm Amway. Đó, thế là mất 10 phút của diễn giả rồi. Đây không phải là nội dung mà chúng ta cần làm. Đây không phải là việc chúng ta cần nói, đúng không ạ? Nếu thế thì làm diễn giả. Nhớ chưa? Đừng nói thêm nhá, nhớ nhá. Tôi tên gì? Đang ở đâu? Công việc chính là gì? Và hôm nay rất tự hào là nhà phân phối toàn thời gian với Amway, kiểu như vậy. Thế đủ rồi. Thế là phần thứ ba là phần giới thiệu cho người ta biết mình là ai. Được rồi, đúng không? Còn nếu mà là MC nổi tiếng, đúng không? Bạn là người nổi tiếng cả nước rồi thì bảo là hôm nay Bảo Yên rất hân hạnh được làm MC cho chương trình này. Và các anh chị chắc là cũng đã quen mặt Bảo Yên rồi, đúng không? Kiểu như vậy. Thế là Hà không biết Bảo Yên là ai. Và rồi. Câu số 3 rồi, đúng không? Câu số 4 này, câu số 4 này. Sau khi giới thiệu bản thân phải nói cái gì luôn? Đố các anh chị biết sau khi giới thiệu bản thân xong phải nói cái gì ngay? Đấy. Nói cái gì bây giờ? Thông điệp chương trình. Đúng là lãnh đạo lâu năm có khác. Tuyệt vời, chính xác luôn. Bây giờ là không nói thêm gì nữa nhá, là lập tức đi thẳng vào cái trọng tâm chương trình luôn, trọng tâm nội dung chính của chương trình, tức là thông điệp, chủ đề. Hôm nay, đúng không? Hôm nay chúng ta rất vinh dự có hôm nay các chị có thể mình có thể câu hỏi là các anh chị có biết là hôm nay chúng ta có mặt đây là vì lý do gì không ạ? Vâng, chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu về một chủ đề rất là hot trong những ngày gần đây, đó chính là nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch. Đấy là một chương trình, đúng không ạ? Bạn hỏi tương tác khán giả cũng được, hoặc là trực tiếp nói luôn. Và buổi nói như này, vâng, và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình rất tuyệt vời liên quan đến cách nâng cao sức đề kháng trong mùa dịch. Đấy. Nếu các anh chị biết nói thì có thể nói thêm là và đây chính là một nội dung rất là quan trọng, rất là ý nghĩa đối với mỗi một chúng ta. Một hai câu như vậy là được rồi. Tức là có thể một hai câu là được. Nhưng mà nhất định là phải có câu thông điệp chủ đề. Đúng không ạ? Bạn có thể bình luận một câu là đây là nội dung rất quan trọng và Hà tin rằng đây là nội dung rất ý nghĩa. Và Hà biết rằng các anh chị đang rất trông đợi những thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Hoặc nếu đây là một chương trình khởi nghiệp, đúng không ạ? Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại để giao lưu về chủ đề khởi nghiệp mùa Covid, đúng không ạ? Hay là hôm nay khởi nghiệp cùng với Amway online là như thế nào? Thì thông điệp chủ đề sẽ được ghi ở trong thư mời. Đó. Ráng lên Thành Hải. Cố lên. Đúng không ạ? Thế nhớ nhá, là câu thông điệp chủ đề như vậy. Thì các anh chị có thể bình luận một xíu. Rồi, thế thì câu cuối cùng để có thể trước khi gọi là tuyên bố chính thức chương trình là cái gì? Thì chúng ta có thể với vai trò là một người dẫn chương trình, với vai trò là một người rất quan tâm đến người nghe, đúng không? Chúng ta cần nói câu như này này. Nó gì ạ? Đặc biệt là vai trò khách mời, gọi là vai trò gọi là cầu nối giữa các khách mời và chương trình ấy. Chúng ta còn nói câu là gì? Và hôm nay Hà rất là vinh dự khi được cầm trên tay một cái lưu trình rất đặc biệt mà có rất là nhiều vị diễn giả khách mời rất là uy tín trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hoặc và hôm nay Hà rất là phấn khích khi mà được sắp được mời lên đây, mình sắp được mời lên đây những lãnh đạo rất thành công trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Tức là chúng ta cái phần quấy đó là gì, cái câu tiếp theo ấy,
đó là chúng ta hãy truyền đi một cái thông điệp về niềm tin và hy vọng, và giúp cho cái người nghe, người ta cảm nhận được là cái buổi tối này nó giá trị lắm, cái buổi tối này nó đáng mong đợi lắm, cái buổi tối này họ đã đến được đúng nơi rồi, đúng không? Và hôm nay thì Hà rất vui mừng bởi vì vị khách mời đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay là một người Anh đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh cùng Amway, với xuất phát điểm không có gì đặc biệt, nhưng thông qua sự lựa chọn và nỗ lực của anh thì đã giúp cho rất nhiều người thay đổi cuộc sống và trở nên tốt đẹp hơn, và ngày hôm nay được rất được kính trọng trong môi trường kinh doanh này. Và Hà tin rằng chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời với phần chia sẻ của anh ấy. Các anh chị có mong đợi hay không? Đấy là một cái câu khích lệ, tất nhiên nó bằng một vài câu, nhưng ý của Hà là chúng ta hãy truyền đi một thông điệp tích cực để người ta tin tưởng, người ta ở trong văn phòng này lâu, đúng không ạ? Người ta sẵn sàng, hào hứng. Các chị đồng ý không ạ? Rồi, không đồng ý thì Hà cũng chuyển qua cái câu tiếp theo, đúng không nào? Thế thì trong trường hợp là gì? Trong trường hợp là nếu mà chúng ta ở đại hội thành công trên sân khấu thì chúng ta sẽ nói là gì? Nhưng trước khi chương trình chính thức bắt đầu, Hà muốn kiểm tra sức khỏe và trạng thái của tất cả các anh chị, xem các chị đã sẵn sàng chưa, xem các chị đã sẵn sàng được chưa ạ? Kiểu như vậy, đúng không? Tức là chúng cái phần tiếp theo là phần thứ 6 là làm nóng, khởi động nhá, khởi động một chút. Nếu ở trung tâm, tùy vào chương trình, các anh chị có thể khởi động tối đa là bao gồm cả dẫn giải là 5 phút. Tức là phần bắt đầu chương trình á, cho đến khi khách mời lên á, vào nội dung chính á, tuyên bố chính thức á, là tối đa 5 phút. Còn ở chương trình online thì chúng ta không cần nhiều như thế, 2 phút thôi, bao gồm tất cả những câu Hà vừa nói. Và câu hỏi là gì? Và các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu các anh chị sẵn sàng thì hãy cho comment số 2, comment số 3 được không ạ? Đó, tức là câu hỏi thôi, làm nóng chẳng qua là câu hỏi thôi. Và yêu cầu mọi người bấm bấm để sẵn sàng. Và nên nhớ rằng online á là cần phải ngắn gọn, đừng dài dòng. Bởi vì online người ta rất mất tập trung, dễ mất tập trung lắm. Cho nên là 2 phút thôi, bao gồm tất cả những câu vừa rồi, đúng không? Và khi thấy người ta bấm số 2 nhiều thì vâng, Hà cảm thấy tất cả chúng ta đều đã rất sẵn sàng cho buổi tối ngày hôm nay, và không để các chị mất thời gian nữa, Hà xin tuyên bố chương trình buổi tối hôm nay chính thức bắt đầu. Như vậy, câu cuối cùng chốt lại của phần giao lưu, của phần đầu tiên, đó là tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu. Phải có câu đấy được không ạ? Đấy, anh Hiếu ghi lại nhé. Mọi người thông qua chương trình này sắp tới mỗi người làm một lần. Thế thì tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu là coi như là chính thức bắt đầu rồi. Rồi. Thế thì sau khi tuyên bố chương trình bắt đầu xong thì chúng ta làm cái gì ạ? Thì bây giờ chính là dẫn vào nội dung, đúng không? Thì nếu như nội dung có 3 phần, phần mở đầu là 3 phần, tức là phần người đầu tiên là ai, người thứ hai, người thứ ba là ai, đúng không? Thì bây giờ Hà sẽ nói về cái nội dung đó là gì? Đó là mời diễn giả lên sân khấu. Ok, các anh chị ghi lại là cách mời diễn giả lên sân khấu. Ví dụ, người đầu tiên chia sẻ là anh Tô Vương Bá, đúng không? Thế thì khi mời diễn giả là phải học cách ABC đề cao. ABC đề cao là như thế nào? Đó không phải là kể câu chuyện của người ta. Hãy ghi vào là tránh tuyệt đối này, kể lể câu chuyện của thay diễn giả. Tức là cái việc của mình là ABC và mời lên thôi mà. Đặc biệt online là kể ngắn gọn. Thế mời là mời như nào? Vâng, mở đầu chương trình rất tuyệt vời, chúng ta sẽ được đón một vị khách mời. Tuy anh không có tóc nhưng mỗi lần anh chia sẻ sẽ khiến người ta phải bật khóc. Khác họa tính cách, đúng không ạ? Đấy là Hà nói vui nữa nha các chị nha. Các chị đừng ghi vào, đúng không ạ?
mở đầu chương trình sẽ là một phần chia sẻ của người lãnh đạo rất tuyệt vời. Anh xuất thân từ một kỹ sư điện tử. Tuy nhiên, thông qua quá trình nỗ lực tìm tòi và rất nhiều lần qua nước ngoài tìm hiểu sự nghiệp kinh doanh, một ngày kia anh đã nắm bắt cái cơ hội sự nghiệp này và bây giờ đang có cả một hệ thống kinh doanh toàn quốc rất thành công cùng với Amway. Đấy là một vài câu giới thiệu ngắn gọn. Được không ạ? Tức là hãy giới thiệu cái gì? Giới thiệu thì giới thiệu cái có thể xuất phát điểm cũng được. Có thể giới thiệu một cái nét đặc trưng nào đó của anh ấy cũng được. Đúng không ạ? Cái tính cách ấy, không nhất định là bạn phải nói là cái người này rất nhiều tiền hay giàu có hay thành công. Nhưng bạn có thể nói một cái tính cách, đây là một con người mà cực kỳ nhiệt huyết trong công việc và trong cuộc sống. Đây là một người vô cùng tích cực trong mọi hoàn cảnh mà tôi từng biết. Đây là một người hết lòng vì bạn bè và hết lòng vì gia đình mà tôi đã từng gặp trong cuộc đời này. Đây là cách để chúng ta nói về cái người lãnh đạo, cái người bạn của chúng ta. Trước, nếu không biết về người ta thì trước khi bắt đầu hãy hỏi họ về cái gì? Về công việc, một vài nét sơ yếu lịch, lý lịch đúng không? Về cái gì? Về sở thích, về triết lý sống, về phương châm sống. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói một vài nét đặc tả thôi, đừng kể. Đây là đầu tiên Hà rất là vui khi mời đến đây một người anh. Cái người anh này, cái từ cái này cũng không được nhá. Cái người thầy này, cái người anh này, cái người chị này là không được nhá. Đúng không ạ? Phải dùng từ đúng và không được kể. Ngày xưa ấy, thì khi mà mới đi Sài Gòn, lên Sài Gòn ấy, thì anh ấy rất là nhiều tóc và anh học trong một cái trường kỹ thuật điện. Sau khi ra trường làm vài năm lương rất là ít thì anh ấy quyết định là đi làm kinh doanh. Khi anh ấy làm kinh doanh một thời gian thì anh ấy kiếm không được nhiều tiền mà bận bù đầu bù tai thì anh ấy quyết định là đi học. Và khi anh học thì không may là gặp được may mắn là gặp phải một người người như là giảng viên an ninh và người đó giới thiệu anh về công việc kinh doanh Amway. Bất kể một dài thì thế thì lúc nữa diễn giả nói cái gì đúng không ạ? Và người ta ngại nhất là kể lể về người khác, kể lể về mình một cách thái quá, nên là tuyệt đối không được đưa cảm xúc mình vào, đúng không ạ? Hãy nhớ rất rõ ba câu thôi. Xuất phát điểm là gì? Đến với Amway như thế nào? Ngắn gọn một câu. Và đã đạt được thành tựu trong cái và hoặc là điều mà mình ấn tượng nhất về người này là như nào là xong. Và trước khi mấy lãnh đạo nhắn tin vào thôi nha, em lại mất tập trung nhá. Và khi đã giới thiệu xong nội dung đó, ví dụ là một người tôi rất là ngưỡng mộ vì lý do này là kia, vậy thì điều gì đã thu hút anh ấy đến với Amway và gắn bó cho đến ngày hôm nay? Đặt một câu hỏi nhé, hãy đặt một câu hỏi. Sau khi giới thiệu xong hoàn câu hỏi là gì? Điều gì đã thu hút ở Amway đã thu hút được con người này và tại sao anh ấy gắn bó đến ngày hôm nay? Các anh chị có đón chờ bài nói chuyện của anh ấy không ạ? Đúng không ạ? Nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy. Đúng không nào? Các chị ghi lại câu nói đi. Ghi lại câu đấy đi. Điều gì ở Amway khiến anh ấy được hấp dẫn? Hoặc nếu mà chúng ta giới thiệu một người lớn tuổi mà làm Amway như là chị Tuyết trong nhóm Hà này, rồi một người anh Hùng trong nhóm Hà này, một người anh Thắng trong Hà này, đúng không? Thế thì mà sao chúng ta đã đặt câu hỏi là thế thì tại sao Amway có thể thu hút những người như vậy? Đó. Nếu đó là một người có địa vị cao trong xã hội, thế còn đối với người có cái địa vị bình thường hoặc là những người mà bình thường mình nghĩ rằng là cái người rất là thường dân mà đến với Amway mà thành công được thì chúng ta hỏi là thế tại sao một người như vậy nhưng lại có những cái niềm tin mình cũng là thành công với Amway và có thành tích như ngày hôm nay? Các anh chị có muốn biết tại sao không ạ? Các anh chị có muốn nghe câu chuyện của bạn ấy không ạ? Chúng ta hãy hỏi câu hỏi đó. Vâng, và không để các anh chị chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Huyền. Yeah yeah yeah, đúng không ạ? Đấy. Mời là mời như thế. Thế là xong rồi.
Đúng không ạ? Các anh chị nghe kịp cái điều Hà vừa nói không? Comment số 2 cho Hà nghe được không ạ? Số 2 đúng không ạ? Số 2 đúng không ạ? Rồi. Thế là xong rồi. Cảm ơn anh chị. Thế là xong cái phần mời lên sân khấu rồi. Đúng không? Ok, rất tốt ạ. Nhá, Hà đã nói là những cái nội dung đó là phải nói và chỉ cần nói thế là đủ rồi. Không nói thêm. Cố gắng làm xem. Thế sau cái bài, sau khi người ta chia sẻ xong thì sao? Sau khi mà khán giả về chỗ rồi thì sao? Thì á, các anh chị nhớ này. Đây là cái lỗi đáng sợ nhất của MC này. Sau khi diễn giả nói xong rồi thì chúng ta làm thay nhiệm vụ của khán giả, đó là tổng kết bài nói chuyện. Vậy nhá, rất là tuyệt vời. Như vậy là vừa rồi lãnh đạo Tô Vương Bá đã nói với chúng ta là gì? Đầu tiên là tại sao phải làm Amway. Thứ hai là muốn là thành công thì đầu tiên là phải có tư duy tích cực. Thứ hai là phải quyết tâm. Thứ ba là phải học hỏi. Thứ ba, thứ tư là phải làm việc. Thứ năm là phải này, đúng không ạ? Đó, sau đó thậm chí còn tự mình nói thêm, bổ sung thêm ý của diễn giả. Thế thì chết. Đúng không ạ? Người ta nói 30 phút, người ta nói 2 tiếng đồng hồ. Thì mình nói đúng 3 câu xong. Tức là bài nói chuyện đúng 3 câu đủ rồi. Thế nghe MC nói xong. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải tuyệt đối tránh cái này nhá. Thế thì nói cái gì? Nói cái gì bây giờ? Đúng không ạ? Vâng, một tràng pháo tay nữa cho phần trình bày vô cùng ý nghĩa và một câu chuyện đầy sống động vừa rồi. Anh chị ơi, tức là chúng ta hãy gì ạ? Hãy một lần nữa cùng với gì ạ? Người nghe cảm ơn một lần nữa. Nếu ở đại hội thành công, à xin lỗi, nếu ở sân khấu ở trung tâm gặp nhau trực tiếp, chúng ta nói nào? Chúng ta sân khấu nói là gì ạ? Vâng, các anh chị ơi hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa. Các anh chị hãy tiếc gì một tràng pháo tay nữa cho vị khách mời của chúng ta ạ. Thế là lắng nghe. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nếu mà vỗ tay yếu quá sao? Yếu quá các anh chị ơi, hãy thêm một tràng pháo tay nhiệt tình hơn nữa được không nào? Một bài nói rất tuyệt vời, đúng không ạ? Mà hay là câu hỏi như này. Câu hỏi này thường xuyên phải được đặt này. Anh Bá là một người như vậy, mà một nách ba con vẫn có thể làm được, thì anh chị có tin tưởng mình làm được không ạ? Nhất định làm được đúng không ạ? Đấy mới là MC của Amway. MC Amway là phải gì ạ? Khích lệ mọi người, khẳng định giá trị, khẳng định câu chuyện, chứ không phải là tổng kết câu chuyện. Vâng, vô cùng tuyệt vời, một bài rất tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn anh Tô Vương Bá. Wow, mới có một câu chuyện thôi mà chúng ta đã học được nhiều như vậy rồi, đúng không ạ? Phần tiếp theo đây, nếu như là nội dung có 3-4 phần gì đấy, chúng ta chuyển tiếp, đúng không ạ? Không biết nói thì nó ngắn gọn thôi. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một người chị. Đây là người đã và đang làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đã và đang làm trong lĩnh vực hàng không, đã và đang làm trong một cái công việc của cơ quan nhà nước. Thời gian rất hạn chế, một nách hai con nhỏ, đúng không ạ? Nhưng thông qua một lần đến đại hội công, chị ấy đã nhìn ra cái cơ hội và giá trị của bản thân của mình. Và ngày hôm nay chị đã có một thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và câu chuyện của chị ấy nhất định sẽ khiến các anh chị giật mình. Đây là một ví dụ về cách nói chuyện. Và tiếp tục tiếp, đúng không? Ok, như vậy có nghĩa là cái phần dẫn lên sân khấu thì nói rồi, phần khi mà kết thúc thì sao ạ? Thứ nhất, cảm ơn lại một lần nữa bằng một tràng pháo tay. Thứ hai, xác nhận thu hoạch của mọi người. Có phải chúng ta thu hoạch được rất nhiều đúng không ạ? Thứ ba, khích lệ mọi người nhìn vào tấm gương đó, họ làm được, tôi làm được. Vậy là xong. Ngoài ra không cần nói gì thêm. Đúng không ạ? Rồi, vậy thôi. Thế là kết thúc chương trình. Sau khi tất cả các diễn giả lên hết rồi, thì làm sao? Thì ngoài việc tổng kết, ngoài cái việc là gút lại cái nội dung của người chia sẻ, thì chúng ta gút lại nội dung của toàn chương trình. Vâng,
Như vậy là một buổi tối vô cùng tuyệt vời của chúng ta đã trôi qua. Và thông qua buổi tối vừa rồi, chúng ta Hà tin rằng chúng ta đã có những thu hoạch cực kỳ giá trị cho riêng mình, đúng không ạ? Và thay mặt ban tổ chức, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Bân, các lãnh đạo trong hệ thống Radonoma, và xin chúc tất cả các anh chị có một buổi tối tuyệt vời và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn. Thế thôi, không nói như thế, đúng không ạ? Một là khẳng định là chúng ta vừa có một chương trình tuyệt vời. Hai là một lần nữa cảm ơn hệ thống, cảm ơn thầy Trần Đức Bân. Ba là chúc phúc tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo. Nếu có tên chương trình thì nói luôn, còn nếu không có thì tiếp theo là được rồi. Đó, thì đấy là toàn bộ những nội dung mà tối ngày hôm nay Hà rất là muốn truyền đạt cho tất cả các anh chị cùng nghe. Làm chủ sân khấu rốt cuộc là làm chủ cái gì? Năm thứ phải làm chủ, đúng không ạ? Làm thế nào để làm chủ năm điều này? Đó là tập trung vào cái mình cần phải truyền đạt, nội dung chính. Và bí mật đằng sau tất cả đó là một cái mong muốn, một cái thái độ quyết tâm và khao khát làm chủ kỹ năng này. Và bất kể là một người chia sẻ hay là một MC, chúng ta cần phải làm được tất cả những điều đó. Và nếu chúng ta là người mới muốn làm MC mà không biết nói cái gì thì hãy áp dụng y xì đúc cái mô hình, cái mô thức vừa rồi Hà vừa nói các anh chị nghe. Thế là đủ rồi. Còn dần dần các anh chị trở nên gọi là duyên dáng như thế nào, trở nên mạnh mẽ như thế nào, trở nên coi như là đầy năng lượng hay là làm chủ sân khấu được như thế nào, chúng ta nói thêm vài câu không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng bây giờ đừng đi xa những cái đó. Và Hà muốn xác nhận một sự việc là với 6-7 câu mà Hà vừa mới đọc giúp anh chị như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có làm được không ạ? Ai làm được nhấn tôi, đúng không ạ? Ghi tôi vào trong vào cái chat box cho anh chị. Ai làm được thì nhấn là tôi ạ. Ai làm được là tôi ạ. 3 người tôi, 4 người tôi, 5 người tôi. Tức đấy là tất cả những người còn lại này không làm được à? À tôi nhiều đúng không? Nhiều đúng không? Nữa. Rồi. Và Hà tin rằng tất cả chúng ta đều có thể làm được hết. Nếu các anh chị muốn và các anh chị có thái độ chính xác với những cái điều mà mình chia sẻ. Thế rất dễ rồi. Sắp tới đây, các anh chị hãy đăng ký làm MC đầu tiên đã, MC hoặc là chia sẻ, một hai MC hai chia sẻ, cái nào cũng được, ghi vào. Và những chương trình sau không cần phải mất công lãnh đạo, mất công đi kêu gọi, kêu gào rát cổ bỏng họng nữa, mà các anh chị hãy chủ động đứng ra giống như một doanh nhân, giống như một ông chủ vậy, để nói, để làm chủ chương trình của mình, được không tất cả các anh chị? Vâng, một lần nữa chúc phúc tất cả các anh chị chúng ta có thật tuyệt vời trong buổi tối hôm nay.